अहम् शरणम् गच्छामि धम्मम् शरणम् गच्छामि संघम् शरणम् गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि thứ nhất và giới năm loại thứ hai. Hôm nay loại giới năm loại. Giới năm loại đó gồm các cái loại giới. Đó là các cái sự thanh tịnh giới. Có cái giới thì thanh tịnh có hạn. Có giới thì thanh tịnh vô hạn, có giới thì đã viên mãn, có giới thì không dính mắc. Thanh tịnh đã viên mãn, có giới thanh tịnh không dính mắc, có giới thanh tịnh đã tịnh chỉ. Đấy là cái loại giới thanh tịnh. Năm cái loại, giới năm loại muốn nói đến năm cái sự thanh tịnh của giới. Thanh tịnh đạo là nói về bảy cái quá trình thanh tịnh. Từ bắt đầu khởi đầu của sự tu tập là thanh tịnh về giới. Và cái đoạn giữa, cái giai đoạn giữa của sự tu tập là thanh tịnh về tâm. Tức là mình làm sao phải có được một cái cuộc sống về những cái hạnh thanh tịnh của mình, như là thanh tịnh về thân, thanh tịnh về lời nói và thanh tịnh về tâm. Rồi là phải thanh tịnh về trí tuệ nữa. Thì nói chung là thanh tịnh đạo nói về ba cái quá trình tu tập giới, tu tập về định và tu tập về tuệ. Khi mà giới được phân ra thì có giới một loại, giới hai loại, giới ba loại, giới bốn loại và giới năm loại.
chúng ta đã học về các cái loại giới thứ nhất, giới thứ hai, thứ ba, thứ bốn loại rồi, và hôm nay sẽ học về giới năm loại. Giới được phân ra khi mà nó có năm cái ý nghĩa này đồng nói về giới, đó là thanh tịnh hữu hạn. Cái sự thanh tịnh hữu hạn có nghĩa là cái sự cái người mà giữ giới nhưng mà chỉ giữ được một phần, những cái giới nó còn hạn chế, mình giữ được những cái giới hạn chế. Vì khi mà giới nói gọn lại thì nó có thể là 5 giới, 8 giới, 10 giới, nhưng mà khi mà giới mà nói rộng ra thì nó trở thành hàng trăm ngàn giới, vô biên giới. Giới tức là những cái cương giới, những cái điều mình được làm và những cái điều mình không được phép làm, đó là giới. Thì những cái người mà càng giữ nhiều, mình càng gìn giữ nhiều những cái phép tắc nhiều, thì cái người đó là càng có cái sự thanh tịnh nó càng lớn. Tức là mình càng gìn giữ nhiều cái uy nghi, cái phép tắc, những cái cần phải kiêng giữ nhiều, thì cái người đó sẽ đạt được cái sự thanh tịnh lớn. Nhưng mà cũng có những người vì cái hoàn cảnh, vì cái cuộc sống ở bên ngoài, mình chưa thể giữ hết tất cả các giới được, mình chỉ giữ được những cái giới ở một cái mức độ hạn chế nào đấy thôi. Đó gọi là giới thanh tịnh hữu hạn và giới thanh tịnh vô hạn, nó có cái sự khác nhau như vậy. Thì đây là nói về giới thanh tịnh hữu hạn. Giới thanh tịnh hữu hạn tức là học giới của người chưa nhập tăng chúng. Tức là cái người chưa nhập tăng chúng, tức là mình còn bị hạn chế nhiều mặt. Ví dụ như là cái người, những cái giới này là giới năm giới của cư sĩ tại gia, 8 giới cũng là giới của người tại gia, và 10 giới thì một số người tại gia và một số sa di mới xuất gia. Một số người xuất gia nhưng mới bắt đầu tập sự tu tập thì là giữ 10 giới. Năm giới là không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Với lại 8 giới thì thêm 3 cái giới nào. Không có 8 giới là gì hả? Còn nhớ 8 giới gì không? Vậy 10 giới là gì? 10 giới là gì? Ngân, 5 giới là gì không? Giới đầu tiên là giới gì? Rồi, đúng rồi, năm giới. Năm giới có thể là có người thì giữ 8 giới, có người thì giữ 10 giới. Cái này nó còn hữu hạn bởi vì nó vẫn còn hạn chế. Hạn chế tức là mình giữ được những cái giới này là nền tảng thôi, nhưng mà mình giữ bằng này giới rồi nhưng mà mình vẫn còn có rất nhiều những cái nỗi nầm nữa, những cái nỗi nầm, những cái sự phóng dật nó vẫn khởi sinh. Ví dụ như những cái sự oai nghi đi đứng nằm ngồi, nên chưa có đề cập ở trong những cái giới này. Còn cho nên vì những cái giới này nó còn vướng mắc với thế gian nhiều, những cái giới này vẫn chưa có thể đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn được. Nhưng mà người mà giữ được 5 giới, 8 giới, 10 giới này thì cái người đấy chỉ tạo được cái phước báo ở trên cõi thế gian này thôi. Ở trong cái cõi có thể mình sinh lại làm người hoặc sinh về các cõi thiên giới, chứ chưa đủ cái khả năng mà thoát ra khỏi tam giới được. Cho nên là cái giới này nó có thanh tịnh mà nó mới thanh tịnh được một phần, là thanh tịnh hữu hạn. Giống như là mình có một cái sự ô nhiễm nhưng mà mình chưa có tẩy trừ hoàn toàn được, chưa có tẩy trừ hết được, mà mình mới tẩy trừ được một phần. Thì tất cả những cái nỗi nầm về thân, về khẩu, về ý của mình nó có rất là nhiều, nhưng mà nhờ giữ được những cái giới này thì mình cũng đã tẩy trừ được một phần những cái nỗi nầm này.
và mình cũng sẽ sống được một cái cuộc sống hiển thiện, cũng làm được rất là nhiều, tạo được rất nhiều cái thiện nghiệp, nếu như mình giữ được 5 giới, 8 giới hoặc 10 giới này. Nhưng mà vẫn chưa đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Cho nên nói là giới thanh tịnh hữu hạn là giới của những người chưa nhập tăng chúng. Tức là đây chưa phải là giới của người xuất gia. Đây là giới của những người tại gia hoặc những người đang tập sự xuất gia. Đúng. Là giới thanh tịnh hữu hạn. Còn đến cái loại giới là giới thanh tịnh vô hạn. Giới thanh tịnh vô hạn tức là giữ giới không vì danh xưng, lợi dưỡng, quyến thuộc, thân thể hoặc sinh mạng. Giữ giới là vì danh xưng thì làm sao ạ? Giữ giới vì danh xưng là làm sao? Hiểu danh xưng là gì không? Thì danh xưng là để được khen đấy. Để được mọi người tán thán, mọi người khen ngợi hả? Lợi dưỡng là gì? Lợi dưỡng là được lợi. Giữ giới vì quyến thuộc là cái gì? Vậy vị quyến thuộc là làm sao? Cái sự giữ giới ở đây là không vì danh xưng, là mình giữ giới mình với mục đích là hướng đến sự giải thoát, chứ không phải là giữ giới để được mọi người khen ngợi hay là được mọi người cung kính, mọi người tôn trọng. Mình không vì cái sự tán thán của mọi người, không vì cái tiếng khen của mọi người mà giữ giới. Không phải là vì được mọi người cúng dường hay là vì được cái sự lợi ích ở bên ngoài, sự lợi dưỡng mà giữ giới. Giữ giới không phải là vì quyến thuộc, tức là không vì quyến thuộc mà phạm giới. Hoặc là có những người người ta giữ giới vì người ta bị trói buộc bởi những cái người thân ấy, những người thân quyến. Nhưng mà bây giờ có người thì bảo giữ giới không sát sinh, nhưng mà chẳng may ở trong gia đình nhà mình có một người ốm, tức là người ta bảo là bây giờ phải đi bắt một cái loài chim, một cái loài rắn hay là một cái con thú nào đấy, giết ra lấy máu, lấy tim hay là lấy gan hay là lấy mỡ của cái con đấy thì mới chữa khỏi được bệnh cho cái người thân này. Và cái lúc đấy mình vì cái người thân mà phạm giới, thì lúc đấy giới nó trở thành bị ô nhiễm vì quyến thuộc. Vì ở trong có một cái câu chuyện nói rằng là có một cái người thanh niên này là một người Phật tử, và nhà có hai anh em và có một người mẹ già. Một hôm người mẹ già bị mắc bệnh, và khi mà cái người thầy thuốc nói rằng là phải bắt được một con thỏ và ăn thịt cái con thỏ này thì bà mẹ này sẽ khỏi bệnh. Và cái người anh lớn nói với người em là em hãy vào trong rừng đặt bẫy và bắt một con thỏ mang về đây để làm thuốc, làm thức ăn cho người mẹ thì mẹ của chúng ta sẽ khỏi bệnh. Cái người em này vâng lời người anh, đi vào trong rừng đặt bẫy và bắt được con thỏ. Khi mà bắt được con thỏ thì con thỏ nó vùng vẫy, nó kêu hét lên. Và cái người em này vì là người có học đạo, có hiểu đạo, có là đệ tử của Đức Phật nên là có cái sự giữ giới không sát sinh. Và lúc đấy người em này nghĩ rằng là nếu bây giờ ta giết cái con vật này thì sẽ phạm giới sát sinh, sẽ phạm vào cái tội lỗi sát sinh. Và người em, cái người thanh niên này rất là phân vân, nếu mà không có con thỏ này thì mẹ ta sẽ không khỏi bệnh, còn nếu mà có con thỏ này thì giết con thỏ này thì ta sẽ làm đứt giới, ta sẽ làm cho giới bị ô nhiễm. Và về sau cái người thanh niên này quyết định thả con thỏ ra và đi về. Khi người anh hỏi thế em vào rừng có bắt được thỏ không, em đã bắt được nhưng em đã thả nó ra.
Và người anh này mới mắng chửi, người em là người không có hoàn thành cái nhiệm vụ, vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và người em này mới đi vào trong nhà và nói với người mẹ rằng con đã bắt được con thỏ về, định làm thuốc chữa cho mẹ, nhưng mà con đã vì cái sự giữ giới mà thả nó ra. Thì mong rằng cái tâm chân thật của mình ấy, vì cái sự mà muốn cứu thoát cái con thỏ này, thì mong sao cho mẹ được khỏi bệnh. Thì cái người em này, cái người thanh niên này có cái lời phát nguyện chân thật, và có ước nguyện cho người mẹ được khỏi. Thì cái người mẹ đấy ngay lúc đấy đã khỏi được căn bệnh đấy, mà cũng không cần phải ăn cái con thỏ đâu. Và rất là nhiều người mình có thể giữ được giới, có thể mình không vì danh xưng mà giữ giới, không vì nội dưỡng mà giữ giới, nhưng mà đôi khi vì cái người thân quyến của mình và mình sẽ rất khó có thể mà giữ được giới. Mình có thể sẽ phạm giới khi mà những cái người thân của mình cần thiết một cái gì đó. Với rất nhiều người vì người thân mà phạm giới, hoặc là có những người đã vượt qua được cái sự cản trở, đó là vì thân quyến, và người đó vẫn giữ được giới. Ví dụ như là rất là nhiều người giữ giới nhưng mà vì thân quyến người mình không có đồng ý. Ví dụ như là bây giờ mình giữ cái giới không uống rượu, nhưng mà những người thân sẽ mời mình đi dự các cái lễ tiệc. Vì các cái buổi lễ như là lễ cưới, lễ dỗ chạp và rất nhiều những cái lễ cần phải tiếp khách ấy. Rồi đôi khi mình cũng vì những người thân đó mà mình không giữ được giới. Tức là quyến thuộc sẽ là một cái sự cản trở cho cái sự giữ giới của mình. Và nếu như một người có thể vượt qua được cái sự cản trở của quyến thuộc, người đó có thể giữ được giới. Còn nếu mà không vượt qua được cái sự cản trở của quyến thuộc thì cái sự giữ giới nó sẽ trở thành một cái phần khó khăn trong cái sự giữ giới. Đây là cái sự quyến thuộc. Có thấy là giữ giới rất là khó khăn vì quyến thuộc không? Đôi khi rất là khó khăn vì quyến thuộc. Quyến thuộc của mình sẽ, ví dụ như bây giờ mình có thể không có sát sinh, nhưng mà mình sẽ phải vì những người thân của mình mà mình phải hàng ngày mình phải làm các món ăn, như là mình có thể giết mổ các cái heo, gà hay là tôm, cá, các cái loài khác để làm thực phẩm. Thì cái đấy cũng là vì quyến thuộc mình không thể nào tránh được đó. Và một cái loại nữa giữ giới nó vì thân thể, đôi khi vì cái thân thể của mình, ví dụ như là bây giờ cái thân thể của mình nó có bệnh, bắt buộc mình phải dùng đến những cái thực phẩm, như là mình phải ăn một cái con vật gì đó, hay là mình phải uống rượu để mà cho nó khỏi được cái bệnh đấy. Đôi khi nó vì cái thân thể mà mình có thể phạm giới, hoặc đôi khi có người vì đói quá mình phải đi ăn trộm chẳng hạn. Đấy nó cũng là vì cái thân thể, đôi khi mình sẽ phạm giới. Nếu mà mình có thể vượt qua được cái sự là vì cái thân của mình mà mình giữ được giới, thì cái đấy là sẽ, thì cái giới của mình nó sẽ thanh tịnh, giới thanh tịnh nó trở thành giới thanh tịnh vô hạn. Vô hạn ở đây có nghĩa là không có một cái gì có thể làm trở ngại được cái sự giữ giới, của mình trở thành giới thanh tịnh vô hạn. Và có một cái hạn nữa là vì cái sinh mạng, của mình mà rất dễ mình sẽ phạm giới. Nhưng bây giờ mình đối diện trước cái sự chết, đối diện trước cái chết mà mình phải chọn một con đường, một là giữ giới thanh tịnh, hai là mình sẽ phải chết. Thì cái người này chỉ có những bậc Bồ Tát mới có thể giữ được cái giới, là dám hy sinh cả mạng sống để giữ giới. Đã có rất là nhiều các cái đời mà Đức Phật trong các cái kiếp mà đã tu hành Bồ Tát đạo, thì khi mà ngài nguyện giữ giới nó sẽ có những cái chướng ngại trên cái việc giữ giới đấy. Như là mình sẽ gặp những cái khó khăn khi mà mình đang giữ giới, thì có những cái sự quấy rầy của những cái người ở xung quanh. Nhưng mà nếu như mình cứ cố gắng giữ giới thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái sự thanh tịnh.
Và cái câu chuyện về cái sự sinh mạng, giữ giới về sinh mạng này, đã từng có cái câu chuyện nói rằng có một cái vị gia chủ, một cái vị gia chủ con trai của một cái một vị địa chủ, khi mà cái người gia chủ này rất là giàu có, và khi mà có hai người con trai, và khi ông chết đi ông để lại tài sản cho hai anh em, thì cái người anh thì kết hôn với một cô vợ và sinh sống đời sống gia đình, còn người em thì muốn đi xuất gia, và người em đã mặc dù là cha mẹ đã chia làm đôi cái số tài sản đã cho hai anh em, nhưng khi người em đi xuất gia thì bàn giao lại cái số tài sản này cho người anh. Em bà nói rằng người anh có gia đình thì cần dùng cái tài sản đó, và người em đi xuất gia trở thành một vị thiền, một vị hành thiền, một vị tu khổ hạnh ở trong rừng. Và vị này đang tu tập ở trong rừng thì cái cô vợ của cái người anh đó cái nghĩ rằng này, cái người em của ta tu nhưng mà không biết có đắc đạo không. Nếu như mà cái người đó đắc đạo thì vị đó sẽ tu suốt đời, còn nếu vị đó không đắc đạo có thể một lúc nào đó vị đấy sẽ chán cái đời sống phạm hạnh và quay trở về. Khi quay trở về thì người chồng của ta thương em sẽ trao trả lại cái nửa số tài sản này. Vậy bây giờ để đề phòng cái người em này sẽ trở về thì tốt nhất là thuê người giết cái chú em ấy đi. Và cái cô này cũng đã thuê thêm một số tên cướp tìm vào trong rừng và tìm đến cái vị tỳ kheo đó. Và những tên cướp này mới nói là chúng tôi cần là phải giết ngài vì chúng tôi được thuê làm cái việc này. Thế là cái người tỳ kheo này bảo cái mạng của ta thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà bây giờ ta chưa có đắc đạo, bây giờ ta chết thì uổng quá, để cho ta tu tốt nốt cái đêm nay xong ngày mai giết ta cũng được. Rồi những cái tên cướp này nó không tin, mà bây giờ chúng tôi mà đi chỗ khác thì ngài sẽ trốn mất, nên bây giờ ngài phải thể hiện cái gì đó để cho chúng tôi tin rằng ngài không còn trốn. Thế là cái vị tỳ kheo đó mới dùng đá đập cho gãy một cái chân của mình, và vị đó nói rằng đấy, bây giờ tôi không thể trốn đi đâu được nữa, tôi chỉ cần sự yên tĩnh, các vị hãy cứ rút lui đi một chỗ khác, rồi ngày mai đến giết tôi cũng chưa muộn. Và cái đêm hôm đấy thì vị tỳ kheo này tu tập về thiền chỉ và thiền quán, và vị đấy đã đắc được quả a la hán trước khi chết đã đắc được quả a la hán. Thì đây là vì cái sinh mạng vì đó đã không vì cái sinh mạng mà phạm giới, tức là vị này có rất là nhiều vị có thể giữ giới mà không có quản ngại đến cái tính mạng của mình. Trước kia cũng vậy, có một vị cư sĩ vừa mới thọ giới xong và đang trong cái ngày trai giới, thì vị đó đi ở bên ngoài vườn thì gặp một con chăn cuốn trên người. Trong người vị này thì dắt một con dao, và vị đó nghĩ rằng bây giờ ta rút dao này ra, ta có thể cắt đứt được con chăn này, ta giết được con chăn ta có thể sống. Nhưng vị đó rất là do dự, vị đó nghĩ rằng nếu bây giờ ta giết thì ta sẽ bị đứt giới, thì cái sự giữ giới không được thanh tịnh. Và cái vị đó sẽ nghĩ rằng thôi bây giờ ta làm đây, ta làm mồi cho con chăn này nó ăn, và ta sẽ giữ cái giới thanh tịnh, ta chết với cái giới thanh tịnh này. Thì khi này vị này nghĩ như vậy với cái từ tâm nó toát ra, thì nó làm cho cái con chăn này cũng không còn biết, không còn nghĩ đây là con mồi nữa. Và con chăn này nó nghĩ là ta đang cuốn vào một cái khúc gỗ, và nó đã bỏ cái vị này và nó ra đi. Thì cái vị này đã giữ giới được một cách thanh tịnh đối trước một cái sự sống chết, tức là mình phải đối diện với sự sống chết nhưng vẫn giữ được cái giới thanh tịnh. Và vì cái công đức của cái sự giữ giới thì nó trổ ngay trong hiện tại, vị đó đã thoát ra khỏi cái nỗi khổ, cái sự chết đó, vẫn giữ được giới thanh tịnh nhưng mà vẫn bảo toàn được tính mạng. Đó là giữ giới có thể là vì cái sự sinh mạng. Đôi khi mình có thể, nếu mà một người mà gọi là giữ giới được thanh tịnh vô hạn, người đó sẽ vượt qua được danh xưng, vượt qua nợ dưỡng, vượt qua quyến thuộc, vượt qua thân thể, vượt qua được sinh mạng để giữ giới, thì cái sự giữ giới đấy gọi là thanh tịnh vô hạn. Giới thanh tịnh vô hạn là không có cái không bị hạn chế bởi bất cứ cái sự cản trở nào ở bên trong và bên ngoài mình. Đấy là một cái tinh thần của một cái người giữ giới rất là cao. Đấy, giữ giới.
giữ giới bậc thượng, bậc thường, bậc trung và cả giữ giới bậc thượng nữa. Cho nên nói rằng là tài sản thì nên bỏ để cứu lấy chân tay, chân tay nên bỏ để cứu lấy mạng sống, và tài sản, chân tay, tánh mạng đều nên bỏ để thực hành giới, đó gọi là giới thanh tịnh vô hạn. Có ai giữ được giới thanh tịnh vô hạn không? Giữ được giới thanh tịnh hữu hạn hả? Giới thanh tịnh hữu hạn cũng tốt rồi. Còn ai mà giữ được giới thanh tịnh vô hạn thì trong tương lai thành Phật được mà. Ở trên thế gian có nhiều sự tổn thất, có sự tổn thất về tài sản, có cái sự tổn thất về thân quyến, tức là cái sự tổn thất về thân bằng quyến thuộc, có cái sự tổn thất về giới, có cái sự tổn thất về chi kiến, đó là bốn cái loại tổn thất về thế gian. Nhưng Đức Phật dạy rằng là sự tổn thất về tài sản không đáng lo ngại. Nếu như mình có mất mát tài sản, mình có thể lấy lại được, có thể làm ra được. Sự tổn thất về thân bằng quyến thuộc, đó là những cái điều nó cũng có thể xảy ra ở trên thế gian này. Vì có những thân bằng quyến thuộc của mình có thể là phải thuận theo lẽ vô thường mà ra đi. Đó cũng là một cái sự tổn thất bình thường. Còn có một cái sự tổn thất là tổn thất về giới và tổn thất về chi kiến, là hai cái loại tổn thất nguy hiểm. Vì một người tổn thất về giới thì vị đó sẽ gặp nguy hiểm ở trong tương lai, vị đó sẽ gặp khổ đau ở trong tương lai. Và tổn thất về chi kiến, tổn thất về giới, đó là vị đó luôn luôn có những cái hành động bất thiện, tức là luôn luôn phạm các giới này giới khác. Và tổn thất về chi kiến, tức là vị đó luôn luôn có tà kiến khởi nên các cái tà kiến. Thì cái sự tổn thất về giới và tổn thất về chi kiến là cái sự tổn thất rất là đáng lo ngại, vì nó ảnh hưởng đến cái đời sau. Còn tổn thất về tài sản và tổn thất về thân quyến thì lại cũng không đáng lo ngại, vì không mang lại cái nỗi khổ cho đời sau. Còn tổn thất về giới và tổn thất chi kiến thì chắc chắn mình sẽ gặp khổ đau trong đời sau. Vì vậy cho nên tài sản sẵn sàng bỏ để cứu lấy cái chân tay bỏ để cứu lấy mạng sống. Và cái sự giữ giới nó còn quan trọng hơn cả tài sản, hơn cả chân tay và hơn cả mạng sống. Vì vậy mình có thể giữ được giới thanh tịnh thì mình sẽ an vui lâu dài về sau. Giới thanh tịnh viên mãn, đây là cái loại nói về cái sự giới thanh tịnh viên mãn. Giới thanh tịnh viên mãn là người không có một cái ô nhiễm nào về tâm, trong tâm không có sự ô nhiễm, giới ấy trở thành nhân gần cho quả này hả? Giới thanh tịnh viên mãn, người giữ giới được một cách viên mãn. Vậy người nào có tâm thanh tịnh thì người đó sẽ có giới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là giới thanh tịnh. Vậy thì cái giới nó ô nhiễm chỉ khi có cái người đó có tâm ô nhiễm. Có tâm ô nhiễm mới có giới ô nhiễm.
Bởi vì giới nó là tâm sở tư, tức là tâm sự cố ý. Cái tâm sở tư ấy, nó đi với tâm thiện thì nó luôn là cố ý làm một cái nghiệp thiện, cố ý mình đang tạo thiện nghiệp. Và cái tâm sở tư này nó đi với một cái tâm bất thiện thì nó là mình đang cố ý làm một cái nghiệp bất thiện. Vậy một người có cái tâm thanh tịnh, không có tham sân si thì cũng đồng nghĩa với việc mình không có bao giờ cố ý làm phạm một cái giới nào cả. Với cái người nào là người có tâm thanh tịnh, người đó phải có thiền chỉ và thiền quán mới có được tâm thanh tịnh. Tức là cái vị này có thể là một vị phàm phu thôi, nhưng mà vị đó luôn luôn nhiếp tâm ở trong thiền. Đó ngày nào ăn ngồi thiền, ăn thì ngồi thiền thôi, không có biết một cái chuyện gì thế gian bên ngoài cả, cứ mỗi ngày ăn bữa thôi, xong rồi cứ xả thiền ra đi phát thực, ăn xong lại vào hành thiền luôn. Chứ còn cái thời gian nào cho tâm nó ô nhiễm được? Vậy là cái tâm nó sẽ được thanh tịnh viên mãn, ngay cả khi vị đó chưa có đắc đạo quả, chưa chứng được thánh quả, nhưng vị đó luôn luôn an trú ở trong thiền chỉ và thiền quán thì vị ấy vẫn là một cái người thanh tịnh về giới một cách hoàn toàn viên mãn. Vị đó thanh tịnh giới viên mãn. Trong trường hợp này nói đến một cái vị trưởng não Sangharakita, trưởng não tăng hộ. Vị trưởng não này, tức là vị này, vị đó có một cái đời sống thanh tịnh, giới hạnh, và vị đó sống suốt một cái đời tỳ kheo của mình và chưa hề thấy một cái nỗi lầm nào ở nơi thân khẩu ý của vị đó. Và mọi người đều nghĩ rằng vị này đã chứng quả A-la-hán. Tất cả chư tăng cho đến các hàng Phật tử đều nghĩ rằng vị này là một vị A-la-hán, bởi vì vị ấy quá thanh tịnh, vị ấy giữ giới một cách quá trong sạch. Và cho đến cái lúc cuối đời thì, và hôm đấy vị đó cũng cho mọi người biết là hôm nay ta sẽ nhập niết bàn, vị đó cũng báo trước và rất nhiều người đã kéo đến, tất cả chư tăng và hàng cư sĩ ở khắp mọi nơi đều kéo đến và nói rằng hôm nay chúng ta đến để dự cái lễ nhập đại niết bàn của vị A La Hán Sangharakita này. Và người ta nghĩ rằng vị đấy đã chứng A-la-hán, cho nên hôm nay vị ấy nhập đại niết bàn, cho nên mọi người kéo đến để đảnh lễ và cúng dường rất là đông. Lúc đấy các đệ tử mới vào hỏi thầy là: thưa thầy, thầy đã chứng đắc các thánh quả chưa? Hôm nay thầy có nhập đại niết bàn chăng? Và vị đó nói rằng: không, ta chưa có chứng đắc quả nào cả, ta vẫn còn là một phàm phu. Và ta có cái ước nguyện là sẽ chứng quả A-la-hán ở trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Metteja. Tức là vị đó ước nguyện rằng đời này chỉ tu tập giới định tuệ, chứng đến cái tầng tuệ hành xả trí và giữ cái lại ở cái hành xả trí đấy. Vị đó phát nguyện là hết kiếp này sinh về một cái cõi thiên giới nào đấy, để chờ Phật tương lai là Phật Di Lặc ra đời rồi mới xuống gặp Phật và đắc đạo trong thời kỳ giáo pháp của Phật Di Lặc. Cho nên vị đó chưa chứng thánh quả nào. Và lúc đấy các đệ tử mới rối lên nói rằng: thế thì hôm nay có rất nhiều người đến đây vì tưởng ngài đã chứng quả A-la-hán. Mọi người nghĩ rằng ngài đã nhập đại bát niết bàn, cho nên mọi người đến rất là đông để được yết kiến, để được đảnh lễ và cúng dường ngài lần cuối cùng. Và lúc này và trưởng não mới quan sát mới thấy hội chúng rất là đông, và trưởng não mới nghĩ rằng là: thôi được rồi, mọi người hãy đi ra đi để ta hành thiền một chút, xem với cái hội chúng đông như thế này thì ta cũng không muốn nhập, ta cũng không muốn ra đi như một người phàm phu. Khi mà các đệ tử vừa mới đi ra đến khỏi cửa, tức là vị trưởng lão chỉ nhiếp tâm hành thiền trong một cái thời gian rất là ngắn, trong một thời gian bằng mấy bước chân của các đệ tử đi từ cái chỗ ngồi mà đi ra đến ngoài cửa, là vị đó đã gọi lại là: này, ta đã chứng quả A-la-hán. Tức là cái lúc đấy vị đó đã thực hành đến một cái thuần thục như vậy, vị đó chỉ có thể cần hướng tâm vào một cái pháp chân đế như là danh và sắc, vị đó quán về vô thường khổ vô ngã trên danh sắc đấy, với một cái tâm, tức là có cái tâm dục thoát rất là mạnh, có một cái tâm muốn cắt đứt cái tham ái đối với sự sống, đứt tham ái đối với các cái sinh hữu, tức là vị đó xả bỏ cái tác ý là ta sẽ sinh về cõi trời nào đấy. Vị đó khởi lên cái tâm nhàm chán tất cả các sinh hữu và thấy tất cả các cõi là vô thường khổ vô ngã, thì ngay cái lúc đấy chứng được đạo quả A-la-hán ngay. Tức là một vị đã có được cái sự thanh tịnh, không còn ô nhiễm.
Và cũng tương tự như vậy, có một trường hợp của một vị tỳ kheo, một vị mà vị này cũng tu tập giới định tuệ rất là thâm sâu, và vị này cũng giữ cái chánh niệm một cách rất là miên mật, hầu như là không có khi nào vị này khởi lên cái tà niệm. Chính vì giữ được cái chánh niệm miên mật và an trú tâm ở trong các cái tầng thiền giới định tuệ miên mật như thế, cho nên là các cái phiền não tham sân si nó không có khởi lên. Các phiền não tham sân si nó không khởi lên, và có một vị này thì lại ngộ nhận, lại nghĩ rằng ta đã chứng quả A-la-hán rồi. Vị này còn lại có một cái sự ngộ nhận như vậy, bởi vì bậc A-la-hán thì không bao giờ khởi lên tham sân si. Thế rồi vị này bắt đầu dạy các đệ tử, và thì các học trò đệ tử của vị này rất là đông, có tới mấy chục ngàn đệ tử, và có rất nhiều đệ tử chứng quả A-la-hán. Mặc dù người thầy không chứng A-la-hán, nhưng vị đấy vẫn dạy được tuần tự theo giáo pháp về giới định tuệ, và các đệ tử thì chứng A-la-hán rất là đông. Và trong khi đó thì có một vị đệ tử lớn của ngài, một hôm về quan sát, ví dụ bởi vị đó khởi tác ý là không biết sư phụ của ta đã chứng được đạo quả chưa, đã hoàn thành xong cái phân sự sa môn, tức là đã chứng được quả A-la-hán hay chưa. Và vị đó dùng tha tâm thông và quan sát thì thấy biết là đệ tử của ta, sư phụ của ta vẫn còn là một phàm phu, và nếu như ta không đến thì sư phụ sau này sẽ chết như một người phàm phu, tức là vẫn còn sinh ở tâm tam giới. Thế và cái người đệ tử này mới bắt đầu mới đi đến gặp cái người sư phụ đó và hỏi rằng thưa thầy bây giờ con muốn hỏi thầy một câu hỏi. Và người thầy nói rằng ồ được thôi, thì ngươi cứ hỏi, ta biết đến đâu ta trả lời đến đấy. Và người đệ tử mới hỏi thầy tất cả những câu hỏi về Phật pháp trong một thời gian ngắn, và người thầy trả lời một cách rất là nhiêu ngoan. Và người đệ tử đã hỏi tới 1.000 câu hỏi liên quan đến pháp học pháp hành, và người thầy đều có trả lời một cách rất là nhiêu ngoan. Và người đệ tử rất là khâm phục mà thầy có một cái trí tuệ rất nhạy bén. Lúc đấy mới hỏi là thế thưa thầy, thầy có hành thiền định không? Bảo ta có hành. Bây giờ thầy hãy biến ra một con voi xem. Và người thầy nhắm mắt lại nhập vào tứ thiền, rồi tác ý biến thành một con voi ở trước. Và lúc đấy người đệ tử nói rằng bây giờ thầy hãy làm cho con voi đó nó vừa vẫy đuôi, nó vừa vẫy tai, nó vừa rống lên một tiếng rồi nó lao lại chỗ chúng ta. Thế rồi người thầy cũng làm y như vậy, tác ý làm cho con voi vừa vẫy đuôi, vừa vẫy tai, vừa rống lên một tiếng, và đang từ đằng xa lao lại. Khi nào lại đến nơi thì người thầy, chính người thầy đã hóa ra con voi đấy, thì lại sợ hãi và bỏ chạy. Lúc đấy cái người đệ tử này bên nắm lấy cái vạt áo của người thầy, nói rằng thưa thầy, có khi nào một bậc đã đoạn tận các phiền não rồi còn sợ hãi những cái chuyện như thế này không? Thì lúc đấy người thầy mới sức tỉnh, tức là một người thầy lúc này mới tỉnh ngộ, mới biết mình còn là phàm phu, mới biết rằng mình chưa chứng A-la-hán. Lúc này người thầy bắt đầu quỳ xuống chân đệ tử, bảo này đại đức hãy giúp ta. Và lúc này người đệ tử mới nói hôm nay con về đây chính là vì việc đấy. Và người đệ tử dạy cho người thầy một cái pháp thiền quán, và nói rằng bây giờ thầy đã học pháp thiền này rồi, thầy hãy thực hành đi. Và người đệ tử bắt đầu bước chân đi về thất của mình. Thì người thầy hướng ngay vào trong nội tâm và bắt đầu hành Vipassana. Người đệ tử vừa mới ra đến cửa thì người thầy nói rằng này đại đức, ta đã chứng quả A-la-hán. Tức là trong một cái thời gian rất là ngắn, tức là cái vị này đã có được cái tâm quá thanh tịnh, cái sự hành, cái pháp hành nó đã quá nhu nhuyễn, đã quá thuần thục rồi. Nên chỉ vì cái sự ngộ nhận cho nên rằng cái sự chứng đắc nó đã bị chậm trễ lại cho đến giai đoạn cuối đời. Nhưng vị đó khi nhận ra được mình cần phải thực hành pháp nữa, thì vị đó chỉ hành pháp trong một thời gian rất ngắn và chứng được đạo quả. Vậy thì tất cả những vị có giới như vậy, những vị mà có cái tâm thanh tịnh như vậy thì cái giới nó được thanh tịnh một cách viên mãn, tức là tất cả các cái học giới của vị đó đều thanh tịnh. Nên gọi là giới có cái sự thanh tịnh viên mãn ở một cái người có được cái nội tâm thanh tịnh. Có ở người có được cái nội tâm thanh tịnh thì cái giới của người đó là giới thanh tịnh viên mãn. Vì vậy cho nên nói là cái người nào mà thực hành thiền, người đó sẽ giữ giới được một cách dễ dàng nhất. Bởi vì trong cái lúc thực hành thiền là có cái sự thu thúc các căn, có cái sự thâu nhiếp cái tâm, và cái tâm luôn luôn thanh tịnh, và ba nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh,
mình ngồi thiền mình đâu có đụng chạm gì đến thân khẩu ý, đâu có một cái nỗi lầm gì đâu, cho nên nó sẽ được thanh tịnh. Và tất cả những cái giới học, tất cả các cái học giới nó đều được thanh tịnh trong cái giờ phút mình đang hành thiền đó. Vậy thì giới thanh tịnh viên mãn ở một cái người có sự tâm thanh tịnh. Và cái loại thứ 4 là thanh tịnh không dính mắc. Thanh tịnh không dính mắc là giới của các bậc hữu học, vì không dính mắc tà kiến và như giới ở trường não tít xa con trai địa chủ. Giới thanh tịnh không có dính mắc. Các bậc hữu học là những cái vị vẫn còn đang trên cái con đường tu học ấy. Các bậc hữu học là những người chưa có hoàn thành cái phận sự sa môn. Các bậc hữu học thì vẫn còn phải nỗ lực thực hành pháp học và pháp hành, nên gọi là những bậc hữu học, tức là những người đang trên con đường thực hành. Các bậc hữu học tức là những cái bậc đã chứng được thánh quả ở các cái thánh quả bậc thấp, như là bậc thánh dự niu, bậc thánh nhất nơi và bậc thánh bất na, là những bậc hữu học. Thì từ các bậc hữu học không còn dính mắc, không còn dính mắc vào trong các cái cõi khổ, các đọa xứ. Các bậc hữu học thì không còn đọa vào các cái đọa xứ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, atuna. Vì vậy các cái bậc hữu học này, cái giới nó thanh tịnh một cách tự nhiên, đó là không có bao giờ vì cái tâm phiền não của các vị này nó đã từ cái mức thô mà nó trở thành rất vi tế. Bởi các cái phiền não vi tế cho nên nó không bao giờ có một cái tâm ác ý mạnh để làm một cái nghiệp thiện, một cái nghiệp bất thiện mạnh. Tức là vị đó nếu như có làm những cái nghiệp bất thiện, nó chỉ là những nghiệp bất thiện rất nhỏ, chứ nó không có những cái nghiệp bất thiện lớn. Đó là cái giới nó tự động nó thanh tịnh do cái tâm nó đã được thanh tịnh một phần, và cái giới nó cũng tự động nó thanh tịnh. Như một cái vị mà đã chứng được sơ quả dự niu thì cái vị đó tự động nó thanh tịnh được năm cái giới, đó là giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái vị đó sẽ tự động thanh tịnh được năm cái giới đấy. Nếu như cái vị đó có chết ở cái đời này, sinh sang đời sau, vị đấy vẫn sinh trở lại làm người, thì vị đấy sinh lại làm người thì vị đấy cũng tự động giữ năm giới kìa, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là năm cái giới tự động có ở vị dụ niu, dù cho vị đó không có cái người nào là răn bạc nhắc nhở khuyên răn, vị đó vẫn tự động giữ năm cái giới đấy, giới thanh tịnh không dính mắc. Ở những bậc hữu học, ở bậc dụ niu và bậc nhất na thì tự động có cái sự thanh tịnh về năm giới. Bậc nhất na cũng tự động thanh tịnh về năm giới. Bậc nhất na thì vẫn còn một đời sau sinh ra, đời sau đấy sinh ra dù vị đó chưa có ai dạy bảo thì hết, vị đó cũng tự động giữ năm giới, ngay từ bé đã giữ năm giới. Còn đến một vị bất na, vị nào mà chứng được bất na thì vị đó tự động thanh tịnh 10 giới. Vị mà bất na tự động thanh tịnh cái 10 giới, kể cả vị đó là người tại gia thì tự động nó cũng thanh tịnh, nó cũng tự động giữ 10 giới. Cho nên là khi mà một vị người tại gia, vị đó đi nghe giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật giảng pháp xong, có những cái vị trưởng giả vị chứng được quả bất na nhưng mà vị không xuất gia, vị vẫn sống cái đời sống tại gia. Nhưng mà khi mà về cái đời sống tại gia một cái, vị tự động giữ 10 giới luôn, không còn dính mắc vào những cái pháp trần bên ngoài. 10 giới là giới gì? 10 giới là những giới gì? Không sát sinh này, không trộm cắp này, không có hành dâm này, không nói dối này, không uống rượu này, là năm này, không ăn phi thời 6, tức là dù sống tại gia vì nó vẫn không ăn phi thời, ăn chỉ ăn trước giờ ngọ, không có múa hát, thổi cải lương, xem múa hát ấy, trang điểm thoa bật thơm ấy. Thế 8 và 9, không múa hát là 8, không trang điểm là 9, thế giới nó chia làm 2, và không có giữ tiền của vàng bạc là 10. Đấy là kể cả cái vị đó còn tại gia vì nó cũng tự động giữ 10 giới đấy. Nếu như có tài sản vị đó chia hết cho mọi người, như có cái ông
mà ông có bốn cô vợ. Cái ông Bà La Môn, ông vị này có bốn cô vợ, thì khi mà ông đi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông chứng được quả bất na. Khi mà ông về một cái thì ông chia tài sản tiếp cho con cái và vợ con, rồi ông nói rằng: này các cô, từ nay ta sẽ sống đời phạm hạnh, ta sẽ sống đời phạm hạnh, ta sẽ không sống đời sống nửa đôi vợ chồng nữa. Thì bây giờ nếu ai muốn đi lấy một người chồng khác, ta sẽ đồng ý. Còn nếu ai mà không đi nữa, ai mà không đi thì sẽ ở lại và cùng sống đời sống phạm hạnh, cùng tu hành như ta. Thì có một cô vợ ở đầu thì nói rằng: thưa ông hãy cho tôi kết hôn với một cái người con trai của cái vị gia chủ ở bên kia. Thì ông mới liền gọi cho người, gọi luôn cái người thanh niên đấy đến, đúng không ạ? Đây này, hôm nay ta sẽ trao tận tay, đây là cái người vợ của ta, muốn kết hôn với người, ta trao tận tay. Còn lại những ai mà không muốn, ai mà muốn làm ăn thì ông cho tài sản để làm ăn, còn ai mà còn muốn ở lại thì sống đời phạm hạnh như thế. Trong cái thời đấy có nhiều vị thì cư sĩ tại gia chứng được quả bất na, tự động giữ 10 giới như vậy. Thế nên cái sự thanh tịnh nó không còn dính mắc nữa, đó là ở những bậc hữu học như thế, có cái sự không còn dính mắc vậy, thanh tịnh như vậy. Đó là giới thanh tịnh không dính mắc của các bậc hữu học. Còn cái trưởng lão là Tít Xá, con trai của vị địa chủ. Trưởng lão Tít Xá, con trai của vị địa chủ, là cái vị mà vừa mới nói nãy đấy, cái vị mà đến lúc mà vị đấy nhập Niết Bàn có rất đông người đến dự lễ, và vị đấy chỉ hành thiền trong một cái thời gian rất ngắn và chứng được quả A-la-hán. Vị đó, con trai của vị, đây là cái vị mà là vị đã đập gãy cái chân ấy, không có dính mắc gì hết. Trưởng lão Tít Xá này, những cái người đã từ bỏ tất cả cái tài sản bên ngoài để đi xuất gia, nhưng mà cái người chị dâu vẫn thuê vào giết, và cái người đã tự đập gãy cái cánh chân của mình và hành thiền cho đến khi chứng đắc được đạo quả, nên thanh tịnh không dính mắc. Còn cái loại thứ năm, đó là giới thanh tịnh đã tịnh chỉ. Cái giới thanh tịnh đã tịnh chỉ là cái giới của các cái vị A-la-hán, Phật độc giác và Phật toàn giác. Đã tịnh chỉ ở đây tức là cái tâm nó đã hoàn toàn an tịnh. Tịnh chỉ là đã dứt tất cả những cái nguyên nhân để phạm giới đã được dứt trừ. Tức là các bậc A-la-hán, Phật độc giác và Phật toàn giác là đã hết phiền não, hết sạch phiền não, thì hết tất cả những cái năng lực để phạm một điều giới là không còn nữa. Vì đó không bao giờ còn khởi lên được một cái tâm nào, ta sẽ cố ý làm một cái việc bất thiện nào đấy. Không thể có cái sự cố ý làm một cái việc bất thiện nào hết. Thì với một vị A-la-hán, một vị độc giác Phật và một vị Phật toàn giác, thì không bao giờ vị đó có thể có cái sự cố ý phạm giới. Vì nó không bao giờ có sự cố ý phạm giới. Vậy thì vị đó có thể vô ý phạm giới không? Một vị A-la-hán có thể vô ý phạm giới không? Tức là những vị A-la-hán vẫn có thể phạm những cái giới chế định. Những cái giới chế định nhé, đôi khi vẫn vô ý phạm những cái giới. Vì giới có những cái giới tịnh, cái giới chỉ trì, cái giới bắt buộc phải dứt bỏ, vì nó liên quan đến ác nghiệp. Thì những cái vị, các vị A-la-hán, Phật độc giác, Phật toàn giác không bao giờ phạm. Nhưng mà cũng có những cái giới chế định. Những cái giới chế định thì đôi khi một vị A-la-hán, ví dụ như là vị đó vào một cái ngày trời nó mưa to, trời nó âm u xám xịt, vị đó đi khất thực, nhưng mà đến nhà cư sĩ lại nấu cơm hơi muộn, và vị đó ngồi chờ cho đến giờ ngọ rồi mới được ăn. Và vị đó khi mà ngồi ăn thì nó không có mặt trời, nó không nhìn được bóng, không biết giờ nào là giờ đứng bóng. Ăn xong rồi mặt trời nó mới mọc lên thì thấy bóng nó lại trách đi rồi, và ồ, hôm nay ta bị ăn quá ngọ rồi, phạm giới rồi, có phạm không? Thì cái đấy nó có thể là cái sự phạm giới một cách vô ý.
Đôi khi nó có những cái giới bình thường, cái giới chế định như vậy thì vị A-la-hán và những cái tật của một vị A-la-hán có thể có những cái tật xấu nó vẫn còn. Nhưng có những vị A-la-hán thì luôn luôn có những cái lời nói, những cái người khác, những cái lời nói như là giống nghe thì như là đang mắng người khác, hay là có những lời nói coi thường người khác. Những vị đó, có những vị nhìn thấy ai cũng nói là ê cái đồ đê tiện kìa, ê cái đồ đê tiện kìa. Và những cái vị khác thì nói rằng tại sao vị này có phiền não, này sân hận, mắng chửi mọi người bằng những cái lời nói thô lỗ như vậy. Nhưng mà khi mà trình lên Đức Phật thì Đức Phật nói rằng vị đó không có cố ý, mà đây nó chỉ là cái tật của vị đó. Vì vị đó đã trải qua 500 kiếp làm vị Bà La Môn rồi, và dùng cái quá nhiều cái lời nói này nên bây giờ nó quen mồm, vị đó chưa có sửa lại được, nó thành cái tật chứ không có sửa hết được. Vậy đôi khi một vị A-la-hán cũng có một chút lỗi về thân, về khẩu, nhưng không bao giờ có lỗi về tâm. Trong tâm thì nó không bao giờ có một cái lỗi nào hết. Còn Phật độc giác, nhất là hoặc là Phật toàn giác thì tuyệt đối không có lỗi nào hết về thân, về khẩu và về ý. Một vị Phật thì thanh tịnh hết thân, khẩu, ý, tất cả những cái tật xấu ở trong cái đời quá khứ nó được diệt trừ hết khi nó bị đó chứng quả vị Phật toàn giác. Vậy thì giới thanh tịnh ở những bậc đã tịnh chỉ, những bậc đã tịnh chỉ không có cần phải cố ý giữ giới nữa. Vị đó sống rất tự do tự tại, không vị đó cứ sống một cách tự nhiên, vị đó sống một cách tự nhiên với chính cái tâm thanh tịnh của mình. Và cái tâm thanh tịnh của vị đấy nó tạo ra cái thân và cái khẩu nó thanh tịnh theo. Chứ vị còn một cái người phàm phu thì cố gắng phải nhiếp phục mình ở trong giới. Người phàm phu thì cái tâm nó một đàng nhưng mà mình phải nhiếp phục cái thân một nẻo. Đôi khi nó rất là khó. Đôi khi là cái tâm của mình nó rất là sân giận, mình muốn mắng chửi người khác, mình muốn đánh đập người khác. Nhưng mà vẫn phải cố gắng thể hiện ra là ta đây rất là hiền lành, ta đây rất là nói rất là nhẹ nhàng, từ tốn, tôn trọng mọi người. Nhưng mà trong tâm thì rất là bực tức, khó chịu, muốn mắng chửi, muốn đánh đập cái người kia lắm. Nhưng đấy là mình phải luôn luôn phải cố ý giữ gìn ở cái người mà cái tâm nó chưa được thanh tịnh, tâm nó chưa được tịnh chỉ. Còn với các cái bậc đã được tịnh chỉ, tức là bậc đã diệt hết phiền não rồi, thì vì đó cứ sống một cách thoải mái, tự nhiên, nhưng không bao giờ nó khởi lên được cái tâm phạm giới, không bao giờ nó khởi lên được cái tâm để làm những cái hành động bất thiện nào hết. Vậy giới thanh tịnh đã tịnh trị ở những bậc đã hết phiền não. Đến đây là nói đến giới năm loại thứ hai. Đến năm loại thứ hai có năm cái ý nghĩa, tức là năm phân là thành năm phần, năm loại. Nên là từ bỏ kiêng, tác ý. Tác ý ở đây là tâm sở tư, có nghĩa là cố ý tránh xa, chế ngự không phạm. Thế giới có rất là nhiều cái mình cần phải từ bỏ, có rất là nhiều cái mà mình cần phải kiêng, có rất nhiều cái mình cần phải cố ý tránh xa, cần phải tránh xa. Có những cái mình cần chế ngự, có những cái mình không được vượt qua, tức là không được phạm, không được phạm đến. Thông thường theo cái bản tính tự nhiên thì mình muốn nắm giữ cái sự từ bỏ. Nó đối lập cái sự từ bỏ đó là mình có rất nhiều cái mình muốn nắm giữ, mình muốn vơ vào, mình muốn chấp giữ rất nhiều thứ. Và
Đức Phật thì dạy mình phải từ bỏ. Và bây giờ có rất nhiều cái mình từ bỏ, liệu mình có tiếc hay không? Ví dụ bây giờ Đức Phật bảo là hãy cạo bỏ râu tóc đi, không có dám cạo bỏ không? Cạo bỏ râu tóc này để trở thành người xuất gia. Hãy từ bỏ nhà, có dám bỏ không? Hãy từ bỏ nhà để sống không nhà đi, có dám bỏ không? Bỏ vợ bỏ con đi, có dám không? Có những cái mình từ bỏ. Thì bởi vì là những cái người không có trí tuệ thì mình không thấy được những cái mà mình đang nắm giữ đó có cái tốt, có cái xấu, có cái có lợi ích mà có cái có tai hại nguy hiểm, có cái có tai hại nguy hiểm. Giống như là một đứa trẻ con bây giờ nó nhặt được những cái đồ chơi rất là nguy hiểm, nhưng mà mình bảo nó vứt đi, đừng có đụng đến, nguy hiểm chết, nguy hiểm trên người. Và cái đứa nào nó ngoan thì nó sợ, nó bỏ luôn. Đứa nào nó mà có cái tâm ham giữ cái đồ ấy nhiều thì nó không bỏ thì phải đánh, phải lấy roi đánh nó mới bỏ. Bây giờ có một cái đứa trẻ nó không biết mà nó thấy con rắn bò qua nó cầm nó ngoe nguẩy thì mình có sợ không? Bỏ ngay xuống, nó cắn chết bây giờ. Mà không, rắn của con. Thì lúc ấy mình phải làm sao? Phải lấy roi vụt cho nó, bỏ ngay. Thì bây giờ Đức Phật dạy mình từ bỏ nhiều cái lắm. Tại vì làm sao? Tại vì Đức Phật giống như một cái người lớn có trí tuệ, thấy được cái sự nguy hiểm trong những cái mình đang nắm giữ. Có những cái mình rất là thích, có những cái mình rất là ưa muốn, nhưng mà mình không thấy được sự nguy hiểm của nó, cho nên là mình mới thích nắm giữ nó. Còn khi là một bậc có trí tuệ thấy được cái sự nguy hiểm của nó thì từ bỏ nó. Vậy khi nào mình thấy được sự nguy hiểm của nó mình mới sẵn sàng từ bỏ nó. Giới là cái sự từ bỏ những cái nguy hiểm, giới là sự từ bỏ những cái điều đáng bỏ, kiêng giữ những cái cần phải kiêng. Như bây giờ mình là một cái người có bệnh nhỉ? Ví dụ như là mình chẳng may mà bị thương, bị trúng một cái mũi tên độc. Thế là bây giờ có một người bác sĩ đến rút cái mũi tên ra đắp thuốc cho mình rồi, mới dặn mình là này, cái mũi tên đã được rút ra, thuốc độc đã được hút đi, nhưng chất độc nó vẫn chưa hết đâu, bây giờ phải kiêng. Những cái gì được ăn thì ăn, những cái món này là không được ăn này, từ nay thì đừng có ăn nhá. Có thể không được ăn cá, không được ăn thịt, từ nay chỉ ăn cơm rau thôi. Phải kiêng như thế, không được ra sóng gió, không được đi ra bên ngoài phơi những cái chỗ bụi bẩm, cần phải kiêng những cái nơi này nơi kia. Đến là những cái mà cần phải kiêng, kiêng có nghĩa là mình tránh nó đi, kiêng là kiêng tránh. Có những cái mình tác ý tư tâm sở, có nghĩa là mình phải cố ý, là cái sự mình cố ý tránh xa đấy. Mình phải tránh xa cái chỗ này nó nguy hiểm lắm, tránh xa cái chỗ kia, tránh xa cái việc này, tránh xa việc khác. Có những cái thì lại mình phải chế ngự với sự chế ngự của thân, với sự chế ngự của lời nói, với sự chế ngự của tâm. Có những cái giới thì mình cần chế ngự, có những cái giới thì mình không có được phạm. Mà đây nhá, chỉ cái phạm vi mình chỉ được hoạt động đến đây thôi, không được ra khỏi cái lĩnh vực này. Ví dụ như là một cái ông vua, ông chỉ cai quản ở trong một cái khu vực, không có được xâm phạm đến một cái lãnh địa của người khác, không được xâm phạm đến cái vùng của người khác. Thế người nào có cái phận sự ở cái vùng nào thì mình cai quản cái vùng đấy thôi. Mình không có được vi phạm. Thì cái giới nó có là một cái sự, nó có năm cái sự như vậy: từ bỏ, kiêng, tác ý là cố ý tránh xa, chế ngự là mình phải chế ngự thân khẩu ý các cái căn của mình. Chế ngự có nghĩa là không phạm, có nghĩa là cái giới hạn của mình được phép hoạt động đến đâu thì mình hoạt động đến đấy, mình không được đi quá cái giới hạn của mình. Và bây giờ là cái sự giải nghĩa về từng cái một. Nói về sự từ bỏ và tất cả các cái giới, tức là về giới sát sanh, nó bao gồm từ bỏ sát sinh. Từ bỏ sát sinh là giới, tức là mình thấy được cái sự nguy hiểm này. Cái người không có trí thì không thấy được, mình cứ nghĩ là sát sinh thì mình được thịt của chúng sinh, rồi mình ăn cũng béo bổ, mà mình đi bán thì có tiền tiêu.
Nhưng mà một bậc có trí thì thấy rằng sát sinh là nhân thì đi vào địa ngục, sát sinh là nhân thì đi vào ngạ quỷ, sát sinh là nhân thì đọa làm súc sinh, sát sinh là nhân của sự chết non, sát sinh là nhân của bệnh tật ốm đau, sát sinh là nhân của những khổ đau, sát sinh chính là sát hại chính mình. Vậy nên là Đức Phật mới dạy từ bỏ sát sinh, hãy từ bỏ sát sinh, hãy kiêng sát sinh. Vì trong quá khứ mình đã từng vào địa ngục vì sát sinh rồi, mình đã từng đọa vào các cõi khổ, ngã quỷ, súc sinh, đã chịu cái sự đau đớn rồi. Nhưng bây giờ có người mới hỏi là tại sao bây giờ con sống ở trên cái cuộc đời này luôn luôn ốm đau bệnh tật, bây giờ làm sao để cho con sống được mạnh khỏe, sống được an vui hiện tại và sống được an vui tương lai? Thì người đấy sẽ được các cái bậc có trí dạy rằng kiêng, đừng có sát sinh. Vậy thì mình cần phải từ bỏ sát sinh hoặc là mình kiêng sát sinh, nó cũng là giới. Thứ hai, tư tâm sự cố ý tránh xa sát sinh. Từ đây mình phải có cái tác ý, mình phải có cái sự cố ý tránh xa sát sinh. Bây giờ làm sao để giữ được giới không sát sinh? Thì đó là mình phải có cái sự tác ý là từ nay ta sẽ cố gắng tránh xa, cố ý tránh xa. Cố ý có nghĩa là khi mà mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó đáng sát sinh nhưng mà mình cố gắng tránh không có sát sinh, cố ý tránh xa sự sát sinh. Bây giờ con muỗi nó chích mình đuổi nó đi thôi chứ không giết nó. Mình lấy cái vợt mình bắt nó, mình thả nó ra ngoài, không giết nó. Đấy là mình đang cố ý tránh xa sát sinh rồi. Mình có cái hành động rõ ràng, mình có cái sự cố ý tránh cái hành động bất thiện. Chế ngự là giới, tức là bây giờ mình phải chế ngự. Bây giờ mình nhìn thấy có con gà béo quay nó đi vào mình thèm quá, nhưng chế ngự không có sát sinh. Nhưng bây giờ mình đang đi trên đường, tự nhiên có con cá ở dưới sông nó nhảy vọt lên, nó dãy lên đạch ở trước mặt mình ấy. Nghĩ là ngồi ở con cá này mà làm bữa ăn thì ngon quá, nhưng mà lúc đấy mình phải chế ngự lại cái tâm tham ăn này để mình thả nó đi. Có người đem đến biếu cho mình một cái mớ cá ấy, mình thấy nó dãy đành đạch mình mang mình thả nó xuống sông, thì lúc đấy mình sẽ thành tựu được cái gọi là chế ngự, không có phạm giới sát sinh. Không phạm giới là giới không phạm, có nghĩa là mình đặt cho mình cái mục tiêu từ nay ta không có vi phạm dù bất cứ cái giá nào. Không phạm, có một người sai bảo mình này hãy đi giết con này làm món ăn đi, nhưng mà mình không vẫy tay, nó không đời nào, không bao giờ, quả quyết định không, nhất định không, thà chết cũng không, đánh cũng không, mắng cũng không, chửi cũng không, thì không phạm là không phạm, quyết tâm không phạm. Thì lúc đấy nó thành tựu được cái giới không phạm là giới. Vậy nó có năm cái ý nghĩa của giới. Vậy cái giới nào nó có năm cái ý nghĩa như vậy, đó là từ bỏ nó, kiêng nó, tránh xa nó, chế ngự nó, không vượt qua nó, không phạm nó, dù bất cứ giá nào cũng không phạm. Thì cái đấy là sự giữ giới. Với giới sát sinh cũng thế, với giới lấy của không cho cũng thế. Không lấy của không cho là phải từ bỏ lấy của không cho, là giới kiêng, cố ý không lấy của ông, chế ngự và không phạm cái giới không lấy của không cho. Từ trước giờ có lấy thì bây giờ từ bỏ rồi. Hoặc là dù mình có chưa từng lấy nhưng mà mình vẫn phải kiêng giữ, bởi vì cái sự cám dỗ của cái vật dục bên ngoài một lúc nào đó mình sẽ khởi lên cái tâm tham, và mình có thể lấy và mình phải kiêng tránh. Và mình phải có cái sự cố ý là khi mà mình đối trước một cái cơ hội có thể lấy thì lúc ấy mình phải cố ý ta sẽ cố ý không lấy, cố ý tránh xa. Đó là mình đã đang có sự giữ giới, có thể là phải có sự chế ngự là giới. Có một người giờ tự nhiên người ta rơi cục tiền ngay vào trong túi mình khởi lên cái tâm tham, ôi bây giờ áng nặng cứ để cho người đó đi qua đi, người đó tự động rơi vào của mình mà. Nhưng mà lúc đấy mình phải chế ngự lại, mình phải trả ra cho người đó. Thì đôi khi cái sự chế ngự là giới, có những khi mình không phạm là giới, dù người khác sai bảo mình
hay đi lấy trộm, không bao giờ. Ngay cả dù người khác có cho mình tiền mà đi về thì sẽ được cái sự lợi nhuận này, lợi nhuận kia, mình cũng từ chối, mình quyết định không phạm. Vậy thì cái sự giữ giới nó có năm cái nghĩa như vậy: từ bỏ vì những cái hành động đó mình đang làm thì từ bỏ, những cái hành động đấy mình đang không làm mà, thì mình vẫn phải kiêng, bởi vì hoặc là mình đã từ bỏ rồi thì mình vẫn phải kiêng tiếp, mình vẫn phải kiêng, bởi vì cái bản chất của một cái sự ăn trộm đấy nó chưa có hết nơi một người phàm phu. Một lúc nào đó mình sẽ tái phạm trở lại, mình hãy cẩn thận, hãy kiêng, hãy dè chừng. Giống như là một cái người mà đang chữa cái vết thương ấy, nó chưa lành, nếu như mình không kiêng, một lúc nào đó cái vết thương nó sẽ tái phát trở lại. Cũng vậy, cái tâm mà mình thích lấy ăn trộm ấy, mình đã từ bỏ rồi nhưng mà nó chưa có dứt hẳn đâu, mình không kiêng khéo, một lúc nào đó nó sẽ tái phát trở lại, mình lại đi ăn trộm trở lại như xưa, mình hãy kiêng. Và còn nếu bây giờ mình đang đối trước một cái hoàn cảnh rất dễ khởi lên cái tâm ăn trộm thì phải cố ý tránh xa, hoặc là bây giờ cái tâm ăn trộm nó cứ khởi lên thì mình phải chế ngự nó lại. Bây giờ có người sai mình đi ăn trộm, mình không còn chịu đi, thì tất cả những cái điều đó, đó là cái sự giữ giới lấy của không cho, phải từ bỏ lấy của không cho, kiêng lấy của không cho, cố ý tránh xa lấy của không cho, chế ngự lấy của không cho, không phạm giới lấy của không cho. Từ bỏ dâm dục là giới, kiêng dâm dục là giới, cố ý tránh xa dâm tà dâm là giới, và không phạm giới tà dâm là giới. Nói láo cũng thế, từ bỏ nói láo, kiêng nói láo, tránh xa nói láo, và có cái tác ý tránh xa và mình không phạm vào giới nói láo, nó cũng có năm cái ý nghĩa như vậy. Rồi nó có sự như thế, kiêng quy tránh xa chế ngự và không phạm tất cả các giới khác. Đều như thế, đều phải có sự từ bỏ, có sự kiêng, có sự cố ý tránh xa, có sự chế ngự và có sự không phạm, hay từ bỏ nói độc ác là giới, từ bỏ nói lời thô là giới, từ bỏ nói vui là giới. Từ bỏ tham là giới. Nhưng bây giờ có một người có cái tánh tham thì mình từ bỏ tánh tham. Từ bỏ tánh tham là giới. Nhưng có người nói rằng tôi chẳng bao giờ tham. Có ai nói là tôi chẳng bao giờ tham? Nếu chẳng bao giờ tham thì một lúc thì có nghĩa rằng cái tâm của người này rất là thanh tịnh. Nhưng cái tham nó đang ngủ ngầm, nó giống như là cây, một cái tảng đá nó đè lên một cái cây cỏ. Một ngày nào đó cái cây cỏ nó khỏe, nó sẽ đội cái tảng đá đấy nó lên. Vậy thì mình vẫn phải kiêng. Nếu mình không có từ bé được không tham thì giờ vẫn phải kiêng, vì một lúc nào đó cái tham nó sẽ khởi dậy.
Có những lúc mình phải cố ý, có những lúc mình phải chế ngự cái tâm tham, có lúc thì mình không được khởi lên cái tâm tham. Từ bỏ tham là giới. Này, giới đôi khi nó là một cái cương giới về thân, về khẩu. Còn đây là muốn nói về những cái lĩnh vực về cái tâm của mình. Đó là có cái tâm tham. Nhưng mà một người bây giờ người ta cứ chú trọng, người ta bỏ cái tâm tham. Bỏ cái tâm tham đi thì cái lúc này cái gì nó được thanh tịnh? Nếu mà cái tâm tham mà được bỏ thì cái gì thanh tịnh? Tâm nó được thanh tịnh nào? Ví dụ như mình cái lúc người đấy ngồi hành thiền thì mình luôn luôn diệt trừ cái tâm tham, luôn luôn từ bỏ cái tâm tham, thì cái lúc để cho tâm của mình nó được thanh tịnh. Khi tâm mà thanh tịnh rồi thì thân và khẩu đều thanh tịnh theo. Vậy thì một người đang cố gắng bỏ tham, đang nỗ lực bỏ tham, người đấy sẽ có được cái giới thanh tịnh. Đó là thân và khẩu sẽ không phạm giới nữa. Thường thường các cái giới của mình thì nó làm cho cái gì được thanh tịnh? Nó làm cho thân được thanh tịnh phải không? Làm cho khẩu được thanh tịnh. Giới thanh tịnh rồi đến tâm thanh tịnh. Các cái pháp môn thiền thì nó làm cho tâm thanh tịnh. Thiền chỉ nó làm cho tâm thanh tịnh. Thiền quán nó làm cho trí tuệ được thanh tịnh. Bây giờ nếu mà trí tuệ mà được thanh tịnh rồi thì tâm có thanh tịnh không? Thì tâm sẽ thanh tịnh. Trí tuệ mà thanh tịnh thì tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh rồi thì giới sẽ thanh tịnh. Vậy một người đang nỗ lực tu tập về tâm, từ bỏ được những cái tham sân si, triền cái, tự nhiên giới nó sẽ thanh tịnh. Từ bỏ sân là giới. Từ bỏ sân. Và cái, đối với sân nó cũng có đủ cả năm pháp như vậy. Từ bỏ sân. Nhưng nếu bây giờ mình bảo không sân thì sao? Thì mình vẫn phải kiêng giữ, kiêng không được khởi lên tâm sân. Kiêng bằng cách nào? Bằng cách mình luôn luôn phải giữ chánh niệm, luôn luôn phải nhiếp tâm đấy, luôn luôn phải thu thúc. Nếu một lúc nào đó mình phóng dật, tâm nó sẽ sinh khởi trường đạo. Hoặc có những cái lúc mình phải có cái sự cố ý tác ý tránh xa cái tâm sân, cố ý đè nén tâm sân đã. Hoặc là mình phải chế ngự, khi mà cái tâm sân nó khởi lên thì mình phải chế ngự cái tâm sân. Hoặc là có những cái lúc mình cố gắng không được khởi lên cái tâm sân, phải diệt trừ cái tâm sân, để từ bỏ sân là giới. Vì một người phạm giới sát sinh, cái giới sát sinh nó đi với tâm gì? Khi mà mình sát hại một con vật khác thì cái lúc ấy mình có cái tâm gì? Mình có cái tâm ác ý mình muốn hại, mà cái tâm ác ý đó là thuộc về tâm sân. Vậy một người mà từ bỏ cái tâm sân, chế ngự được cái tâm sân, người đó sẽ không có tạo được cái nghiệp về cái những cái hành động bất thiện về thân, hoặc là mắng chửi người khác. Cái tâm sân, từ bỏ sân nó cũng sẽ làm cho giới của mình được thanh tịnh. Từ bỏ tà kiến là giới. Có tà kiến ấy, tà kiến ví dụ như là mình nghĩ rằng là không có đời này, không có đời sau ấy, không có nghiệp quả, không có nghiệp, không có quả của nghiệp, thì cái đấy là tà kiến. Thì cái người mà có tà kiến thì sẽ người đó nghĩ là giữ giới chẳng được cái lợi ích gì cả. Vậy thì cái điều đó là tà kiến. Vì đấy mà từ bỏ được cái tà kiến đấy thì vì đó sẽ giữ được giới thanh tịnh. Với hạnh xuất ly, từ bỏ tham dục là giới. Nếu mà một người mà muốn thực hành được cái hạnh xuất ly đây là xuất cái gì nữa? Xuất ly tam giới. Xuất ly là xuất là ra khỏi nhà, thế tục là một cái xuất ly ha. Ra khỏi nhà thế tục là một hạnh xuất ly, ra khỏi nhà phiền não là một hạnh xuất ly, ra khỏi nhà tam giới là một hạnh xuất ly. Vậy xuất ly ở đây có nghĩa là mình muốn ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử,
mình có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn. Thì cái người đó, khi nào mình khởi những cái tâm có mong sao tôi sẽ chứng đắc niết bàn càng sớm càng tốt, lúc đấy là mình sẽ có được cái hạnh xuân đi. Vậy thì muốn chứng đắc niết bàn thì mình phải hiểu rằng là cái luân hồi sinh tử nó đáng nhàm chán. Luân hồi sinh tử đáng nhàm chán thì mình phải hiểu tại sao chúng sinh cứ ở trong luân hồi sinh tử. Bởi vì chúng sinh có tham ái và chấp thủ. Tham ái cái gì, chấp thủ cái gì? Tham ái đối với những cái cảnh sắc trần ở bên ngoài, tham ái đối với tất cả các cái sanh hữu. Tất cả các cái sanh hữu, tức là mình thích có thân này, thích có thân kia, thích hưởng cái sự an vui của cái đời sống thế gian, thích hưởng những cái sự lạc thú ở thế gian. Thì đó gọi là tham dục. Tham dục tức là năm cái dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Từ bỏ được cái tham dục đấy thì mới thành tựu được pháp xuân ly. Nếu người có hạnh xuân ly. Và bây giờ bảo niết bàn tôi cũng muốn, nhưng mà cái vui thú ở các cái đời sống thế gian tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn danh lợi, tôi cũng muốn vật chất, tôi cũng muốn hạnh phúc thế gian. Muốn cả hai thứ có đạt được không? Muốn cả hai thứ. Bây giờ có cái ví dụ là có một cái người, có hai người lùi nhau và giờ chúng ta hãy đi vào trong rừng để lấy lông cừu. Và hai người này rất là lận lội, rất là vất vả, gian nan, trèo đèo lội suối để đi vào trong rừng sâu núi thẳm, đặt bẫy bắt cừu, xong là cắt ngay cái lông của nó, chồn cho vào đầy hai cái bao tải để bắt đầu gánh về. Và trên đường gánh trở về thì lúc đầu thì đầu tiên lại gặp ngay một cái bao mà trong đó có rất nhiều tiền. Thế là một cái vị bảo thôi bây giờ chúng ta hãy bỏ cái bao lông cừu này xuống và chúng ta bỏ cái lông cừu này đi và chúng ta dồn đầy cái tiền này vào trong bao này chúng ta gánh về. Một người nói rằng không, chúng ta đã rất là mất rất nhiều công lao, gian nan vất vả lắm mới lấy được lông cừu, bây giờ không bỏ. Bây giờ thôi tôi chỉ có lấy lông cừu về thôi, mục đích của chúng ta đi lấy lông cừu mà cần gì tiền. Thế còn cái người mà chúng ta có tiền thì chúng ta muốn bao nhiêu lông cừu chẳng được. Thế là hai người, một người từ bỏ lông cừu để gánh tiền về, và một người thì vẫn gánh cái gánh lông cừu đó về. Thế rồi đi một đoạn nữa lại gặp một đống bạc. Thì cái vị kia mới bảo thôi bây giờ anh hãy bỏ lông cừu đi, để bỏ dồn cái bạc này vào trong bao để vác về, còn tôi sẽ bỏ tiền đi để tôi vác bạc này về. Nhưng mà người kia bảo không, tôi chỉ có giữ lông cừu thôi. Rồi đi một đoạn nữa thì gặp một đống vàng. Thì cái người có trí thì bảo tôi sẽ bỏ cái đống bạc này để gánh cái đống vàng này về. Thì cái người kia bảo sao anh hay thay đổi thế, chúng ta đi đây lông cừu mà chúng ta có đi vào đây để lấy tiền lấy vàng lấy bạc đâu, sao anh lại cứ được cái mới nơi cái cũ như vậy. Thì hai người này là người nào còn là người có trí, còn người nào là người không có trí? người gánh người vác lông cừu về là có trí không? Lông cừu là người có trí. Còn cần cái người mà lấy vàng về là không có trí. Thế là cái người vác vàng về thì người ta chỉ cần trích ra một mẩu vàng thôi, người ta có thể mua được cả một đống lông cừu rất là lớn. Còn cái người mà vác lông cừu về mệt mỏi nhưng mà chỉ là thành một cái đống lông cừu đấy thôi. Thế thì với cái hạnh như thế, tức là mình từ bỏ cái này mình sẽ được cái khác, mình từ bỏ cái hạ liệt mình sẽ được cái cao thượng. Chứ Đức Phật không dạy mình từ bỏ là mất trắng tay. Mình từ bỏ là trắng tay thì Đức Phật bỏ làm chi? Ví dụ bây giờ Đức Phật bảo hãy từ bỏ nhà đi sống đời sống không nhà, thì giờ mình phải nghĩ đời sống không nhà nó được cái gì mình dám bỏ chứ. Ai tự động mà dám bỏ hết cả tài sản, bỏ hết cả vợ con, bỏ hết tất cả quyền chức, bỏ hết tất cả danh vọng. Từ bỏ giống như Thái tử Tất Đạt Đa, từ bỏ Ra Du Đà Na, từ bỏ vua cha Tịnh Phạn, từ bỏ ngai vàng, từ bỏ quốc độ cát Tinavatthu đấy. Từ bỏ đi thì được cái gì? Ngài được cái quả vị Phật đó. Nhờ có từ bỏ mấy cái nhỏ nhặt kia mới được cái to lớn nữa chứ. Vậy thì mình phải sẵn sàng từ bỏ một cái để được một cái nhé. Từ bỏ một cái, được một cái. Từ bỏ một cái này mình sẽ được cái khác. Cho nên những cái mà Đức Phật dạy từ bỏ ở đây không phải là mình mất, không mất gì hết. Bỏ cái này mình sẽ được một cái lớn hơn rất nhiều.
Nên với cái hạnh xuất ni mình phải từ bỏ cái tham dục của thế gian, sắc thanh hương vị xúc, những cái vật chất thế gian đó là những cái hạ liệt nhỏ bé tầm thường, từ bỏ nó đi mình sẽ được cái rộng lớn mênh mông bất tận hơn. Biết cái mà mình được cái là cái gì không? Với cái hạnh xuất ni thì được cái gì? Sẽ được rất nhiều cái, chứ cứ bỏ đi, yên tâm đi. Với vô sân thì từ bỏ sân là giới. Từ bỏ sân thì quá rõ ràng rồi, nó giống như là trên người mình nó có một cái cục biếu ấy. Bây giờ bảo là thôi hãy bỏ cái cục biếu này đi, cắt nó đi. Không, bảo không, cục biếu của tôi. Không bỏ thì mình chỉ khổ đau thôi. Không bỏ thì chẳng được ích lợi gì. Đức Phật bảo là hãy cắt tóc cạo râu đi, mà không có tóc đẹp thế này mà cạo sao được, mà đấy là cái ổ của cháy rận nó ở được cái gì đâu đấy. Nó chỉ giống như cục biếu vậy. Thì cái vô sân này cũng thể sân thì nó là một cái dơ bẩn, mình bỏ nó đi thì mình sẽ được cái vô sân. Từ bỏ sân là giới. Với vô sân, mình muốn vô sân thì phải từ bỏ cái sân. Với tưởng ánh sáng, với tưởng ánh sáng từ bỏ một chồng là giới. Hôn trầm là cái tâm nó dã dượng, nó buồn ngủ, nó phóng dật. Thì cái người nào mà khi mà mình có nhiều cái hôn trầm là lúc nào mình cũng muốn ngủ nghỉ, thì lúc đấy mình tưởng đến cái ánh sáng. Ví dụ như mình tưởng đến ở trước mặt mình có một cái vầng ánh sáng, thì cái ánh sáng ấy nó làm cho cái tâm của mình nó kích thích lên, thì cái sự hôn trầm dã dượng nó tan biến. Với tưởng ánh sáng từ bỏ hôn trầm là giới. Mình tưởng đến cái ánh sáng thì nó sẽ hết được cái tâm dã dượi như hôn trầm. Nhưng cái lúc mà mình ngồi thiền ấy, nó mà bị hôn trầm ấy, mình tưởng tượng là trước mặt ta đang có một cái mặt trời chiếu vào, lúc đấy nó gọi là tưởng đến ánh sáng. Tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ căng này, nó hết cái hôn trầm. Ngày Anan, ngày xưa khi mà ngày hành thiền ban đêm, ngày mà muốn cho nó không có hôn trầm, ngày vào cái casina ánh sáng, sau đó ngày mới tác ý, ngày quyết định làm cho ban ngày, ban đêm biến thành ban ngày. Và lúc đấy với ngài thì lúc ban đêm cũng như ban ngày, lúc nào cũng sáng, ngài có thể thấy tất cả vạn vật. Với cái tác ý quyết định để làm cho bóng tối biến thành ánh sáng, đây nó cũng là một cái pháp quán, pháp tùy niệm. Pháp tùy niệm tưởng đến cái ánh sáng. Khi một người tưởng đến ánh sáng thì tâm không hôn trầm. Vì vậy ngày Anan hầu như ngày không cần ngủ. Ngày không cần ngủ. Ngày vẫn có thể tươi, vẫn có thể tươi tỉnh, lúc nào cũng tỉnh giác được vì có cái sự tưởng về ánh sáng. Nhưng cái con gà mà người ta làm sao cho một ngày nó đẻ ra 2 quả trứng được? Làm sao là tương tự một con gà, một ngày nó chỉ đẻ có 1 quả trứng. Và bây giờ người ta muốn cho nó đẻ 2 quả trứng ấy, thì người ta làm cho ban đêm biến thành ban ngày. Một ngày người ta nuôi trong lồng kính, đang một nửa ngày ban đầu thì người ta bật điện sáng lên 6 tiếng rồi, người ta lại tắt điện đi 6 tiếng. Thế con gà ấy, nó nghĩ là cái lúc bật điện là ban ngày, lúc tắt điện là ban đêm. Cái ngày hôm sau vẫn cứ ban ngày phải đẻ 1 quả trứng, đêm nó đi ngủ 6 tiếng sau khi nó dậy nó đẻ quả trứng nữa. Vậy là một ngày nó sẽ đẻ ra được 2 quả trứng. Có nhà ai nuôi gà vậy không? Cái tưởng ánh sáng ban đêm mà mình muốn không ngủ thì mình cứ tưởng như là đây là ban ngày, bật điện sáng trưng đi, vậy là hết ngủ. Với không tán loạn từ bỏ trảo cử là giới. Không tán loạn, tâm của mình khi nó cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia, đấy là tán loạn.
Thì nếu mình mà càng có cái chuyện cần phải lo nghĩ thì cái tâm nó lại càng tán loạn nhiều, nó càng suy nghĩ nhiều ấy. Cái tâm nó khởi lên mạnh, khởi lên liên tục, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Thì cái lúc nào mình mà có đang phải gấp rút những cái công việc gì nó nhiều quá, mình gấp rút mình, thì cái lúc đấy mình gấp rút thì làm sao thân của mình có được yên không? Thân của mình lúc đấy nó như một cái máy, nó hoạt động chạy làm việc này, chạy làm việc kia. Xong rồi mình nhanh chóng nói cái gì mình cũng phải nói vội vàng, làm cái gì cũng làm vội vàng. Thì khi mà thân khẩu của mình vội vàng, cái tâm nó cũng vội vàng. Khi cái tâm nó vội vàng như thế, thân khẩu nó cũng vội vàng, thì cái đấy gọi là tán loạn, cái tâm tán loạn. Thì bây giờ mình muốn trừ bỏ được cái tán loạn đấy, từ bỏ cái tán loạn thì phải từ bỏ cái chạm cử, tức là mình phải thong thả lại, khoan thai chậm rãi lại, làm tất cả mọi cái từ từ, hơi chậm thôi, làm vừa thôi, đừng có làm nhanh quá. Làm nhanh quá là tâm nó sẽ loạn. Như bây giờ một người mà chơi thể thao mà như đá bóng, đá cầu, tranh chấp ấy, thì làm sao mà từ từ được, từ từ sẽ thua. Từ từ, nếu mà đang thi đấu từ từ là sẽ thua. Vậy cái người mà thi đấu thì làm sao? Tâm người ta phải loạn, chạo cử. Đi thi làm bài từ từ hết thời gian mất. Vậy thì nó sẽ tán loạn. Vậy có gì mình có cái sự thi thố thì mình phải muốn nhanh hơn người khác thì tâm nó phải loạn, thân nó phải loạn, cái gì nó cũng vội vàng. Vì mình nó có, vì sao? Vì trong ấy nó có sự hơn thua thì nó có sự vội vàng. Còn khi mà mình không có cái bản ngã, không có thấy ai là người hơn, không ai là người thua, thì lúc đấy nó bình tĩnh. Vậy thì mình hãy cứ bình tĩnh đã, đừng nghĩ đến chuyện hơn thua gì hết. Tâm nó sẽ không tán loạn nữa. Thì lúc nào mình cũng sẽ sống được thanh thản, nhẹ nhàng, an nhiên, tự tại. Vậy từ bỏ chạo cử là giới. Có người nói tôi chẳng bao giờ tôi chạo cử cả, thì phải kiêng, phải cố ý tránh xa, phải nhiếp phục, phải không được chạo cử. Đấy là những cái làm cho cái tâm của mình nó được an tịnh. Tâm an tịnh thì giới nó sẽ an tịnh. Với trạch pháp từ bỏ nghi là giới. Nghi ngờ giờ mình nghi là không biết là có Phật thật không, không biết là giáo pháp có đúng là của Phật nói không, không biết rằng là mình có đời quá khứ không, không biết là hết đời này mình còn có đời sau không, không biết là việc làm việc thiện có được hưởng phước không, không biết làm việc ác có chịu khổ đau không. Đấy là những nghi, những cái hoài nghi. Bây giờ muốn hết cái hoài nghi đấy thì làm sao? Thì mình phải thấu đáo được pháp, cái sự thấu đáo được pháp, cái sự thông tỏ được pháp, thì đó là cái trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là khi nào mình hiểu được pháp, thấy rõ được pháp, hiểu đúng pháp. Trạch pháp này có thể là mình nghe pháp cũng là một cái trạch pháp, mình hỏi đáp về pháp. Ví dụ như là bây giờ mình cảm thấy có những cái hoài nghi thắc mắc thì mình phải hỏi, mà mình hỏi người không biết thì sao? Mình càng nghĩ thêm nữa, hỏi người không biết thì cũng nghi thêm. Cho nên là cần phải đi tìm một cái người nào mà đã thấy pháp, người đã thông tỏ pháp để hỏi pháp, thì nó mới tìm cho ra nhẹ thì thôi đấy. Mình phải hiểu cho ra nhẹ thì thôi. Thì lúc đấy nó gọi là chánh pháp. Chánh pháp bằng cái sự là mình có thể vấn pháp, hỏi pháp, biết chánh, rồi là tự mình tìm hiểu về pháp, hoặc mình nghe giảng pháp, hoặc là mình thực hành pháp. Thì bây giờ mình bảo có người nói rằng bây giờ thực hành thiền thì mình sẽ thấy được cái nghiệp quá khứ, thấy được các nhân quá khứ, hiện tại, tương lai, và ta sẽ cố gắng hành thiền xem, cố gắng đắc thiền, người ta sẽ cố gắng quán chiếu cái duyên khởi xem, mình mới thấy được các cái pháp nhân duyên, nó có cái quá khứ, có hiện tại, có tương lai,
mọi pháp đều có nhân có duyên. Như vậy thì lúc đấy gọi là mình đã trạch pháp, mình đã hiểu pháp, thấy pháp. Cái lúc mà mình thấy pháp thì nó đoạn trừ được cái hoài nghi, nó đoạn trừ được cái hoài nghi đi, thì mình phải có cái sự tiến bộ thật là sâu về pháp học và pháp hành, thì lúc đấy cái sự hoài nghi của mình sẽ hết. Cái sự hoài nghi mà đã hết rồi thì lúc đấy mình sẽ giữ giới một cách trong sạch. Mình biết rằng là cái sự giữ giới này có cái lợi ích thù thắng, có lợi ích lớn, có công đức lớn. Người phạm giới thì cái người đấy sẽ tạo ra nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái bất lợi, nhiều cái khổ đau. Vậy thì cái sự trạch pháp, từ bỏ cái hoài nghi, mình sẽ làm cho giới của mình được thanh tịnh. Với chí kiến từ bỏ ngu si là giới. Chí kiến tức là có những cái ngu si mình không biết, hoặc là mình biết sai, và bây giờ nhờ có nghe pháp, nhờ có học pháp, cho nên là mình đã hiểu đúng pháp hơn, hoặc là mình đã thực hành pháp, mình chứng ngộ được pháp, mình có thể dứt trừ được cái tâm si mê này đi. Thì tức là mình có cái sự chi kiến, tức là có cái chánh chi kiến, tức là cái chi đầu tiên trong bát chánh đạo. Chánh chi kiến nó sẽ từ bỏ được cái sự hiểu lầm, cái sự những cái điều mình không biết. Thế đó là cái sự ngu si. Vì mình có si nó mới sinh ra tham, si nó mới sinh ra thân. Để từ si nó mới có những cái tâm bất thiện, để nó mới có những cái nặng phạm vào nhiều cái ác nghiệp. Để mình muốn tránh những ác nghiệp đấy thì mình cần phải có chi kiến. Cái chi kiến có giới hạn, còn hạn chế đó là mình hiểu được thông qua cái học, và có cái chi kiến tuyệt đối đó là mình sự thực hành và chứng ngộ của mình, thì mình sẽ dứt bỏ được cái ngu si. Và cái người chi kiến này là cái người người ta đang học giáo pháp, người ta có thể có chi kiến. Có người ta đang thực hành cái pháp thiền quán, người ta có chi kiến, thì những cái người đấy người ta sẽ tự động người ta có được cái giới thanh tịnh. Với hân hoan từ bỏ chán nản là giới. Hân hoan, đôi khi mình có khi nào mình thấy cuộc sống này nó chán trường không? Chán. Có rất nhiều cái nó chán. Nếu như cái người đó mà không có cái sự tác ý, mình sẽ chán, mình sống người đâu vậy. Có thể mình làm bất cứ một cái việc gì đó, một thời gian sau nó có thể chán cái công việc đó. Vậy thì bây giờ mình làm sao để cho nó không chán cái công việc này? Làm sao để không chán? Quân Loan có chán lúc nào, có chán học sinh không? Làm sao để cho không chán? Có những người nào tu một thời gian là chán rồi? Bạch con lúc nào tu mà chán rồi? Lúc đó có ai đang đi học mà chán muốn bỏ học không? Ai đang đi làm muốn chán không? Bây giờ mình thấy được cái lợi ích, thấy được cái sự lợi ích của cái việc mình đang thực hành đấy, thấy được cái lợi ích của cái việc làm đấy, thì mình sẽ từ bỏ được cái chán nản, mình sẽ thích thú với công việc đấy. Những người hành thiền ngồi có thể mình chán, nhưng mà mình thấy được cái lợi ích, cái người mà thấy được cái sự lợi ích của cái việc thực hành, hành giới, hành thiền định, thiền tuệ, nhìn thấy được cái lợi ích của nó, mình sẽ thích thú với cái lợi ích đấy. Vậy mình sẽ không chán. Có rất nhiều người tại sao người ta lại chán, bởi vì mình không có nhìn đến cái sự lợi ích của nó, mình thấy không quan sát được cái sự lợi ích của nó, lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai, để mình hân hoan thích thú với nó thì mình sẽ chán. Nếu mình hân hoan thích thú với nó thì mình sẽ không chán. Còn sơ thiền từ bỏ năm triển cái là giới. Sơ thiền từ bỏ năm triển cái,
Nhưng bây giờ mình thấy cái gì nó không cần thiết nữa thì mình phải bỏ đi. Bây giờ mình muốn bỏ đi thì mình phải làm sao? Bây giờ mình muốn bỏ đi thì mình phải làm sao mà bỏ được? Bây giờ hàng ngày có ai hay bỏ cái gì không? Mình có hay bỏ cái gì đi không? Nếu con đôi dép mình không muốn đi nữa thì mình bỏ đi phải không? Thì làm sao mà mình bỏ nó đi? Làm sao mình dám bỏ nó đi? Mình phải nhìn vào cái đôi dép này nó bị đứt quai rồi mình mới bỏ đi ha. Mình tại sao mình dám bỏ những cái mình không cần thiết, mình dám bỏ đi bởi vì mình thấy cái sự vô dụng của nó. Thấy được cái sự vô dụng của nó để mình bỏ đi. Chứ bây giờ mình đang quý mình có dám bỏ đi không? Nó còn hữu dụng mình không bỏ đi. Vậy cái gì mà mình thấy cái sự vô dụng, cái sự chướng ngại của nó, mình sẽ bỏ nó đi. Bây giờ một người muốn chứng được sơ thiền thì nó phải bỏ đi năm chiến cảm. Bởi vì mình thấy được cái sự nguy hiểm của năm chiến cảm, thấy được cái nỗi nầm của năm cái chiến cảm, thấy được cái tác hại của năm cái chiến cảm này. Thì mình sẽ không có ưa thích với năm chiến cảm nữa, không có ưa thích. Thì mình sẽ vào được sơ thiền, từ bỏ được năm chiến cảm. Thì có những cái mình về thích thú mà mình đạt được nó, có những cái mình phải nhàm chán nó, có những cái mình nhàm chán nó để mà từ bỏ nó, có những cái mình phải nhàm chán nó mà từ bỏ nó. Như Đức Phật dạy rằng là đời sống tại gia thì chật chội, đời sống xuất gia thì phóng khoáng giữa hư không. Thì mình phải tác ý đến cái sự chật chội của cái đời sống tại gia. Đời sống tại gia gò bó ràng buộc, là hệ lụy nhân duyên về nhiều cái mối phức tạp. Nó giống như là một cái cuộn tổ kén. Tổ kén nó cứ đan xen vào nhau, nó giống như một cái đám cuộn chỉ rối. Cuộn chỉ rối nó bùng nhùng, cái này nó rối với cái kia, này nó rối với kia. Thì đời sống tại gia cũng vậy, nó rối ren ở trên thì cha mẹ, ông bà, họ hàng, nàng xóm, bạn bè, vân vân, là tất cả những cái mối quan hệ nó đan xen với nhau. Thì là công việc, nào là đồng nghiệp, cái người này ý này, người kia ý kia, làm cho mình đầu tắt mặt tối, không còn cái thời gian nào để mà chú tâm và thực hành được cái giáo pháp, không thể nào thành tựu được pháp thượng nhân chi kiến thủ thám nữa. Thì lúc đấy mình mới thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái bất lợi, thấy được cái sự không lợi ích của nó, mình mong cầu một cái lợi ích hơn. Cũng vậy, ở sơ thiền mình thấy được cái không lợi ích của năm thiền cái, mình thấy được cái lợi ích của cả năm thiền chi, thì mình sẽ vào được sơ thiền rồi. Khi mà muốn lên nhị thiền thì mình lại phải từ bỏ cái mà thiền chi đầu tầm tứ đó. Ở nhị thiền từ bỏ tầm tứ là giới. Vậy thì lúc này mà muốn lên nhị thiền rồi thì mình phải lại phải thấy được cái bất lợi của cái sơ thiền. Mình lại phải thấy được là ở cái sơ thiền này nó có hai cái thiền chi tầm tứ, nó làm cho tâm bị dao động, làm cho tâm bị mệt mỏi. Ở sơ thiền này nó gần với năm triển cái tham dục sân hôn trầm thủy biên trạng hối nghi. Nhưng cứ lúc nào cái tâm của mình mà chú tâm yếu yếu một cái, năm triển cái nó nên nổi vào, nó có thể rớt từ sơ thiền xuống cận định, rồi lại từ cận định nó lại vượt lên sơ thiền. Cái tâm nó không gần với năm triển cái như vậy nó không có tốt. Mình lại thấy được cái sự bất lợi của nó. Giống như là một người mà muốn lên một cái bậc thang thứ ba, mình đi đến bậc thang thứ nhất, sau đó mình lại phải vượt qua cái bậc thang thứ nhất đi đến bậc thang thứ hai, phải từ bỏ cái bậc thang thứ hai đi đến bậc thang thứ ba. Cũng như vậy, mình cố gắng cho đạt được sơ thiền, nhưng khi đạt được sơ thiền rồi mình chưa vội hài lòng với nó, chưa vội hài lòng, và mình lại thấy được cái sự bất lợi của cái sơ thiền đấy để mà hướng được lên cái nhị thiền. Khi mà lên đến nhị thiền rồi chưa có vội hài lòng,
mà lại phải thấy được cái sự bất lợi của nhị thiền. Mình lại phải nghĩ rằng tam thiền cao thượng hơn nhị thiền. Nhị thiền còn có cái thiền si hỉ. Cái hỉ nó cũng làm cho mình mệt mỏi, cái hỉ nó cũng làm cho tâm bị dao động. Ở nhị thiền nó rất gần với sơ thiền. Vì thấy cho nên tam thiền tốt hơn, tam thiền cao hơn, cố gắng đạt cho được tam thiền. Nên tam thiền thì phải từ bỏ thiền si hỉ, sẵn sàng từ bỏ cái hỉ đó là tam thiền. Nhưng mà khi đạt được tam thiền rồi vẫn chưa hài lòng, nghĩ rằng ở tam thiền nó vẫn còn có thiền chi nạc. Thiền chi nạc thì mình vẫn còn ưa thích với cái nạc, mình vẫn còn ưa thích, mà cái gì mà còn ưa thích là còn dính mắc, còn dính mắc là còn trói buộc. Vậy ta còn trói buộc là không có tự tại. Vậy giờ ta ước gì đạt được cái sự tự tại, không dính mắc, không trói buộc. Lúc đấy mình có bỏ lạc, bỏ khổ. Diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư. Một trạng thái ý là vô định sinh, không, không cái, một cái trạng thái thiền thứ tư không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thì mình cứ từ bỏ một cái mình sẽ đạt được một cái. Từ bỏ một cái này mình sẽ được cái khác. Từ bỏ một cái hạ niệm mình sẽ được một cái cao thượng. Vậy muốn được cái cao thượng mình phải từ bỏ cái hạ niệm. Muốn được cái cao hơn mình phải từ bỏ cái thấp hơn. Muốn được cái lớn mình phải từ bỏ cái nhỏ. Mà một người nghĩ thôi tôi cố gắng lắm rồi, đạt được tam thiền rồi, vậy là hài lòng lắm rồi, và mình an phận ở đấy. An phận ở đấy thì mình không bao giờ đạt được cái rốt ráo, không bao giờ đạt được cái cứu cánh, không bao giờ đạt được cái tột đỉnh. Vậy thì cái sự hành trì luôn liên tục là như vậy. Hãy từ bỏ một cái để đạt được một cái. Hãy từ bỏ từng cái một, từ bỏ từng cái. Còn nếu mà mình không thể từ bỏ được, còn dính mắc lắm, còn vướng bận lắm, thì mình sẽ không thể đạt được những cái khác. Vậy thì giới luôn luôn là một sự từ bỏ. Hãy từ bỏ một cái để đạt được một cái. Không vô biên xứ, từ bỏ sắc tưởng, đối ngại tưởng, sai biệt tưởng là giới. Nếu một người muốn thành tựu được không vô biên xứ thì mình lại phải thấy được cái bất lợi của cái sắc tưởng. Cái người đó phải tác ý rằng là sắc có nghĩa là tất cả những cái sắc thân, những cái hình tướng về sắc thân này. Vì cái sắc thân này mà ta bị ốm đau, vì cái sắc thân này mà ta bị bệnh tật, vì cái sắc thân này mà ta bị đói, khát, nóng lạnh. Ước gì bây giờ ta có một cái trạng thái không biết đói là gì, không biết khát là gì, không biết nóng là gì, không biết lạnh là gì, không biết ốm đau, không biết bệnh tật là gì. Nếu bây giờ mình có cái trạng thái đấy, có an lạc tự tại không? Bây giờ mình nhịn một tháng mà mình không đói, mình thấy không? Nhịn 10 năm mà không biết đói là gì, không khát là gì, không ốm đau là gì. Thì nó có một cái trạng thái như vậy, có một cái trạng thái. Vậy thì mình phải sẵn sàng từ bỏ cái sắc này. Mình phải thấy được cái bất lợi của cái sắc này. Sắc này là một cái sắc chướng ngại, sắc này dễ làm cho mình bị cái nỗi, những cái cảm thọ, cái nỗi khổ. Vậy hãy bỏ cái sắc này thì mình sẽ thành tựu được cái vô sắc. Thì không vô biên xứ là một cái trạng thái không có nương tựa vào sắc. Cái lúc đấy tâm nó không có nương tựa vào sắc, không có bắt vào sắc, không có sinh ra sắc. Không vô biên xứ, từ bỏ sắc tưởng đối ngại, sẽ biến tượng là giới. Thức vô biên xứ thì từ bỏ không vô biên xứ tượng là giới. Mình lấy hư không vô biên làm cái tượng, làm cái tâm của mình. Cái tâm của mình là hư không vô biên. Nhưng khi đạt được tâm hư không vô biên rồi, mình vẫn muốn cái cao thượng hơn. Mình lấy cái thức không vô biên là sự. Cái thức, từ bỏ cái không vô biên đấy thì mình sẽ đạt được cái thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ là cái tâm của hư không vô biên. Thức là tâm. Khi mà cái hư không vô biên thì mình, cái tâm của mình nó bắt lấy cái trạng thái không gian mênh mông, không gian vô biên, không có bến bờ. Nó làm đối tượng.
Còn khi mà mình vào thức vô biên xứ thì cái tâm của mình nó lại lấy cái tâm của cái hư không vô biên đấy làm đối tượng, thành tựu được cái thức vô biên xứ thì từ bỏ không vô biên xứ. Lúc đấy vì đó tác ý cái không vô biên xứ này nó gần với sắc giới quá, vì vậy cho nên nó chưa an tịnh. Nếu thức vô biên an tịnh hơn vì nó nhập vào thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ, từ bỏ thức vô biên xứ. Muốn đến vô sở hữu, vô sở hữu là không có sở hữu một cái gì cả. Mình còn sở hữu một cái gì thì mình còn dính mắc với cái đó. Thế ở cái tâm và thức vô biên xứ thì mình có sở hữu gì không? Thức vô biên xứ, thức vô biên xứ tức là cái tâm nó còn lấy cái hư không đấy làm đối tượng. Ở cái thức vô biên xứ là mình vẫn còn bắt ngay cái tâm, mà cái tâm nó lấy hư không vô biên đấy làm đối tượng, mà nó còn cái trạng thái là vẫn còn sở hữu, đó là cái hư không vô biên đấy. Vậy bây giờ mình từ bỏ luôn cả cái hư không vô biên thì sẽ thành tựu được vô sở hữu, không có gì cả. Vậy thì cái, ở cái tâm vô sở hữu là không còn, không có cả cái hư không đấy, không có cả cái hư không vô biên đấy, là cái sự vắng mặt của hư không vô biên, thành tựu được cái vô sở hữu, không có gì hết, thành tựu được vô sở hữu xứ. Thì từ bỏ thức vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thì từ bỏ vô sở hữu xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tức là ở vô sở hữu xứ thì nó vẫn còn cái tâm, nó vẫn còn cái tâm. Cái tâm của vô sở hữu. Còn đến phi tưởng phi phi tưởng xứ là nó từ bỏ luôn cả cái tâm. Phi tưởng, tưởng là tâm, không tâm, tức là vào cái trạng thái không tâm nhưng không phải không tâm, không tâm nhưng không phải không tâm. Một cái trạng thái tâm được ví dụ như là bây giờ bây giờ có một người nói rằng nè, một cái người thầy nói rằng nè, này con hãy lấy bát cho ta đi khất thực. Và lúc đấy người học trò nói rằng nè, thưa thầy, trong bát có nước. Thầy bảo, ồ, nếu mà có nước con hãy đổ cái nước đó ra chậu và đưa cái nước đấy cho ta dùng. Và người học trò nhấc cái bát lên và đổ úp cái bát xuống nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thế là người thầy mới bảo, tại sao con không đổ nước xuống chậu cho ta dùng, tại sao không có giọt nước nào mà con lại nói là trong bát có nước? Thầy học trò bảo, trong bát có nước thưa thầy, nhưng mà không thể đổ ra được. Vậy thì trong bát có nước hay không có nước? Trong bát có nước không? Người học trò nói đúng hay nói sai? Người học trò nói là trong bát có nước là đúng hay nói sai? Đúng mà cũng không đúng mà. Không đúng mà đúng, đúng mà không đúng. Trong bát có nước, nó chỉ dính một tí xíu nước thôi. Nó dính một tí, đổ nó xuống, không có một giọt nước nào. Nhưng mà nói là nó có nước, bởi vì nếu bây giờ mà cho thức ăn vào thì thức ăn này sẽ bị hòa trộn với nước. Nhưng mà bảo là đổ ra chậu cho ta dùng thì không thể đổ được. Vậy thì cái trạng thái tâm này nó là phi tưởng, có nghĩa là không có tâm, nhưng mà cũng không phải không có tâm, vì nó vẫn còn có một cái đang nhận biết cái tâm vô sở hữu này mà. Vậy cái trạng thái này là phi tưởng, phi phi tưởng, không phải không có tâm nhưng không phải không có tâm. Vậy nó có một chút xíu tâm, giống như có một chút xíu nước ở trong bát. Vậy nếu mà đạt đến cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhờ từ bỏ thức vô sở hữu xứ này, thì cái tâm nó còn lại một chút xíu, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ, cái sự từ bỏ. Vậy thì liên tục là một sự từ bỏ, từ cái giới rất đơn giản như từ bỏ sản sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, cho đến các cái giới từ bỏ những cái pháp hạ nhiệt để đạt được cái pháp cao thượng. Mình từ bỏ những cái pháp cao thượng thấp để đạt được cái pháp cao thượng cao hơn. Vậy thì bao giờ cũng thế, cứ muốn đạt được một cái pháp cao hơn thì phải từ bỏ một cái thấp.
Đấy là một cái sự từ bỏ. Sự từ bỏ là giới. Vậy thì giới được chế định vì cái sự lợi ích. Cái sự từ bỏ để đạt được sự lợi ích, từ bỏ không phải là mất mát. Từ bỏ là được lợi ích to lớn. Vậy thì cái việc từ bỏ những cái sự giữ giới, cái sự giữ giới của mình là mình đang thực hành, là mình đang đạt được cái sự lợi ích rất lớn. Nếu mình cứ giữ giới là mình sẽ có lợi ích rất lớn. Mình cứ sẵn sàng từ bỏ đi, từ bỏ càng nhiều càng tốt, bỏ hết đi. Đấy là trong thanh tịnh đạo dạy thế, nhưng mà chưa hết, mình đến phần này, phần sau hôm nào đọc học tiếp. Imada thammanu thamma patipatida buddham buccevi. Imada thammanu thamma patipatida thammam buccevi. Imada thammanu thamma patipatida sanggam puce me at imata tamalu tama pati pati la jati jara bati pada nama bati muci sami idam me punyam asawakasam mahamutu idam me punyam nipanasa pacado hotu mama punya bagam sama santana pacemi esabe esama punya bagam napantu.